Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 51. Mạc Ninh kinh ngạc là có lý do. Nàng so người bất kỳ đều biết Diệp Thần trên mình huyết mạch bí mật. Luân hồi mộ địa như vậy nghịch thiên tồn tại không sẽ tùy tiện chọn một người. Diệp Thần có thể nói là hàng tỷ tinh thần và vị diện trong thích hợp nhất tồn tại. Trái đất cố nhiên miểu nhỏ. Thậm chí ở cảnh giới tu luyện và võ học đi lên xem xa xa yếu hơn những địa phương khác. Nhưng là Diệp Thần ra đời chính là thay đổi nơi này hết thảy thời cơ. Hắn vốn cho là dựa theo Diệp Thần phát triển, tiếp xúc tới trong huyết mạch những thứ đó phải rất lâu, bây giờ nhìn lại, tốc độ đang tăng nhanh. Nàng con người có chút kích động, lẩm bẩm nói, xem ra mộ chủ rất nhanh liền phải đi nơi đó, hôm nay sợ rằng những huyết linh tộc này cường giả cũng phải bỏ mạng. Hơn nữa ta có dự cảm, mộ chủ tuyệt đối sẽ ở đây huyết linh trong bí cảnh điên cuồng trưởng thành. Có lẽ thấy ta bản thể muốn không được bao lâu. Kỷ Tư Thanh dĩ nhiên là nghe được Mạc Ninh nói tiếng nói, nàng kinh ngạc quay đầu, hiếu kỳ nói, người đang nói gì? Bản thể, mộ chủ là thứ gì? Mạc Ninh ngẩn ra, chợt lắc đầu một cái, không việc gì, chúng ta không thể ở bên ngoài bên cạnh xem, kiếm trận lực lượng quá mạnh mẽ, chúng ta chia sẻ một ít đi. Được. Kiếm trận bên ngoài Kỷ Tư Thanh huy động hai tay, lòng bàn tay mỗi người bay ra một chuôi băng kiếm, mang qua u lam sáng bóng, hóa thành một vòng lá chắn bảo vệ, đem mình cùng Diệp Lạc Nhi, Diệp Lăng Thiên bao phủ trong đó, tạm thời không chịu kiếm trận tổn thương. Cảm ơn, Diệp Lạc Nhi khéo léo cúi đầu, mắt nhìn kiếm trận bên trong, lạnh lùng nói, những huyết linh tộc này lão già kia thật là hèn hạ. Sư phụ nói không sai, huyết linh tộc không có một cái là đồ tốt. Chờ ta ngày nào thực lực quá mạnh, ta nhất định giết sạch những huyết linh tộc này người. Mạc Ninh nhìn một cái Diệp Lạc Nhi, bất đắc dĩ cười một tiếng. Cái này nhà đầu nếu như biết huyết mạch của mình đến từ huyết linh tộc, chỉ sợ cũng không sẽ nói ra những lời này ngữ. Cũng không biết người này ở lại mộ chủ bên người là chuyện tốt hay chuyện xấu. Diệp Lạc Nhi chú ý tới Mạc Ninh ánh mắt, nhìn lướt qua, không có suy nghĩ nhiều, ngược lại nắm chặt quả đấm. Kích động nói, Diệp tiên sinh nhất định có thể phá ra kiếm trận. Nàng đối với Diệp Thần luôn có tuyệt đối tự tin. Vậy vừa vặn như vậy. Từ khi biết Diệp Thần tới nay, Diệp Thần chưa bao giờ bị bại, một đường hoành đẩy, vô luận sư tỷ vẫn là những cường giả khác, cuối cùng cũng thua ở dưới tay của hắn. Hôm nay, cái này còn dư lại mấy vị đế tôn cảnh huyết linh tộc trưởng lão, vậy tuyệt không ngoại lệ. Kỷ Tư Thanh mắt đẹp phán hề, đưa mắt nhìn kiếm trận. Màu ba như nước, tóc đen khinh vũ, thần tú bên trong uẩn, sóng mắt lưu chuyển, không dãy ngọc thể thật giống như trắng noãn mỹ ngọc, động lòng người chỗ. Hết lần này tới lần khác cánh hoa bay lượn bay tới, đem nàng làm nổi lên hơn nữa linh động. Nàng ngắm nhìn Diệp Thần, trong lòng thầm nghĩ, sau trận chiến này, hắn thì có thể đột phá cảnh giới. Mà ta ư, ta thành tựu thiên chi kiều nữ, chẳng lẽ liền nhất định yếu hơn Diệp Thí Thiên? Không được, ta phải trở nên mạnh mẽ. Không tiếc bất cứ giá nào. Kỷ Tư Thanh đã biết một năm rưỡi sau sự kiện kia, bất kể như thế nào, nàng đều phải gánh lên Côn Lôn hư tương lai. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm kiếm trận, mặc dù quyết định, nhưng là cảm nhận được bên trong chập chờn kinh hãi trong lòng càng phát ra đậm đà. Diệp Thí Thiên kiếm đạo và súng nói, lại có thể đến trình độ như vậy, vượt qua đạo nguyên cảnh, niết chiến đế tôn cảnh. Trong thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể làm được hết thảy các thứ này. Hư vương cảnh niết chiến đế tôn cảnh. Chỉ một mình hắn. Kiếm trận bên trong. Tiểu súc sinh, còn dám phản kháng. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Huyết linh tộc lão tứ giận dữ, cả người khí huyết, lực lượng chấn động một cái, xua tan đầy trời kiếm khí. Hắn hai tay ngưng luyện thần kiếm, lòng bàn tay mỗi người ngưng tụ tinh hoa. Liên tục không ngừng sức sống khí từ trong cơ thể hắn tràn ra, hội tụ tại thần kiếm bên trong, thân kiếm lớn sáng lên chạch, như mặt trời vậy chói mắt, phun trào ra vô tận ý định giết người. Hắn một bên ngưng luyện sát chiêu, một bên mắt thấy Diệp Thần, một chiêu tiêu diệt ngươi. Có thể để cho ta dùng một chiêu này, ngươi chết vậy vinh dự. Sức sống kiếm. Huyết linh tộc lão tứ quát lên một tiếng lớn, khí huyết thịnh vượng, cuốn lên bầu trời. Ánh sáng rực rỡ lóe lên, trước ngực linh kiếm hóa thành trăm trượng cự kiếm, sau đó thần niệm di động, lấy ra một đạo trận kỳ, hướng phía trước phương quang ra, 70 cổng trong trận kỳ,
36 cửa tâm trận, đồng thời bộc phát ra chọc trời uy năng, lấy cuồn cuộn khả năng, ra chỉ ở thần kiếm trên. Ngay lập tức gian, càn khôn thay đổi, thượng cổ kiếm trận nội bộ tạo thành một khối đặc biệt thế giới. Cả thế giới lực, hóa thành kiếm lực, giống như là một cái thế giới thần kiếm đang cùng Diệp Thần đánh giết. Diệp Thần vẫn ngắm nhìn chung quanh, nói còn chưa đủ. Hắn mắt nhìn trước mắt vô cùng vô tận kiếm khí, thần giác phác họa một nụ cười, lực lượng chân chính nở rộ ra, hai cánh tay chấn động một cái, cuồn cuộn ma khí cuộn sạch ra, tàn phá tinh thần bây giờ, đem hơn nửa trận pháp hủy xấu xa. Kiếm trận lại có thể đã phế bỏ một nửa. Có thể gặp hư ảnh kia lực lượng có đáng sợ dường nào. Giết! Diệp Thần khinh thường, tay phải cầm chặt cửu u thí thiên súng, vô tận lực lượng bộc phát ra, xem là cả thiên địa đều ở đây hướng hắn thần phục, các loại dị tượng hoành xanh, huyết nguyệt trên không, kim mặt trời mọc đời, kèm theo tràn đầy ma khí, tan biến hết thảy, thẳng hướng huyết linh tộc lão tứ chém tới. Keng! Dọc đường, vô số sức sống kiếm khí tan vỡ. Toàn bộ trận pháp kiếm ý, đều không thể ngăn trở Diệp Thần. Rào! Ngay lập tức gian, tan biến vạn vật. Diệp Thần cửu u thí thiên súng mang cuồng bạo ma khí phách nhập huyết linh tộc lão tứ trong đầu, trường thương chấn động một cái, lại phối hợp huyết long đánh vào, từng trận xương cốt vỡ vụn tiếng truyền ra, thanh thúy mà vang dội. Oanh! Đồng thời gian, còn lại cờ trận bể tan tành. Huyết linh tộc bố trí kiếm trận, tại chỗ tan vỡ. Ngươi, huyết linh tộc lão tứ diễn cảm dữ tợn, ngây ngốc xử tại chỗ. Trợn to mắt mâu, cái này làm sao sẽ? Làm sao có thể? Không thể nào à? Ta là đế tôn cảnh, làm sao sẽ như vậy? Huyết linh tộc lão tứ đầy mắt được không thể tin, mình là đế tôn cảnh à, đã đạt tới đỉnh cao, thậm chí là công giúp tạo hóa, làm sao sẽ chết ở tiểu súc sinh này trong tay? Hơn nữa còn mẹ hắn một chiêu. Cái này căn bản là cái thiên đại cười nhạo à? Cửu u thí thiên dưới súng trượt, khuấy bể hắn nội tạng. Cảm giác đau đớn kịch liệt, tập kích lên óc biển, nháy mắt tức thì, hắn tỉnh hồn lại, nghiêm túc nhìn trước mắt hết thảy các thứ này, ta. Lại có thể, bị một cái hư vương cảnh hậu bối giết. À, rất nhanh, hắn rơi vào trong điên cuồng, cần phải phản công. Giao. Diệp Thần trường thương rạch ra hắn thân thể, phá thiên tam tuyệt thương ý, ma khí, sấm sét, huyết long, nhiều giống lực lượng phá thể ra, hoàn toàn đoạn tuyệt hắn sức sống. Hắn lại run rẩy một cái cửu u thí thiên súng, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp làm vỡ nát huyết linh tộc lão tứ thân xác, vô số mưa máu phiêu bay xuống. Nhất đại đế tôn cảnh cường giả. Huyết linh tộc lão tứ, chết nơi này. Kiếm trận trong, vô số thường ý, tiếng sấm lóe lên, bắn ra bốn phía lôi quang sông lên bốn phương tám hướng, phát triển ra một phiến phiến sấm biển, sóng lớn mãnh liệt. Giờ khắc này Diệp Thần uyển như thiên thần hạ phàm. Kiếm trận phía trên, từ bắt đầu không có chút nào gợn sóng. Từng bước một, mở rộng đến xuất hiện kẽ hở tình huống, lấy ánh mắt nơi coi, giống như vòng tròn lớn nhỏ mạng nhện hình dáng, đường kính không lớn, bên trong ở nhưng là đỏ một phiến, xanh lơ một phiến, xanh một phiến, thật giống như phối hợp độn sơ khai. Bầu trời vạch qua một tia chớp. Tích tích lịch lịch mưa giọt giọt rơi xuống tới. Giờ đang lúc mọi người trên gương mặt, mọi người mới vừa thức tỉnh lại. Được, lợi hại, Diệp Lạc Nhi hân hoan khích lệ, hô, Diệp tiên sinh thật lợi hại. Nàng nắm quyền hô, đế tôn cảnh coi là cái gì, Diệp tiên sinh như cũ có thể đổ sát. Diệp tiên sinh có thể chỉ có hư vương cảnh à. Đợi đến Diệp tiên sinh cảnh giới đến đế tôn cảnh, không có bất kỳ người sẽ là Diệp tiên sinh đối thủ. Như một màn này, Kỷ Tư Thanh quả đấm nắm chặt. Diệp Thí Thiên mạnh mẽ, để cho nàng trong lòng đối với khát vọng chiến đấu mãnh liệt đến mức tận cùng. Nguyên lai hư vương cảnh, có thể cường đại đến tình cảnh này. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần trên mặt mặt nạ, có chút quen thuộc ý. Loại cảm giác này để cho nàng nhớ lại ban đầu ở thiên tài chi so sánh với, Diệp Thần lực một người dung chuyển hết thảy. Diệp Thí Thiên, Diệp Thần, tại sao ta luôn cảm giác hai người các ngươi thật giống như... Nàng trong lòng đã có một cái không xác định câu trả lời. Mà đáp án này phải lấy xuống Diệp Thí Thiên trên mặt mặt nạ. Lão Tứ, Huyết Linh Tộc Lão Tam, Huyết Linh Tộc Lão Nhị,
sắc mặt đại biến. Bọn họ trợn to con ngươi, nhìn về phía thượng cổ kiếm trận trong, mặt đầy không thể tin. Lão tứ là đế tôn cảnh một tầng. Ngay cả là một tầng, vậy chưa đến nỗi để cho một cái hư vương cảnh tiểu tử cho một đánh chém giết à? Huyết linh tộc lão tam căn bản không dám tin tưởng chuyện này. Một cái là đế tôn cảnh, một cái là hư vương cảnh. Cái này giống như bán tiên và người bình thường khác biệt, làm sao có thể vượt qua? Cho dù trăm ngàn năm trước, còn có thể vượt qua rất nhiều cảnh giới thiên tài, ở hư vương cảnh, vậy tới hơn chỉ có thể và đạo nguyên cảnh 5-6 tầng đánh ngang tay. Nhưng là Diệp Thần lại có thể vượt qua đạo nguyên cảnh, vượt qua gần hơn 10 cái cảnh giới nhỏ, đánh chết lão tứ. Hơn nữa, lão ngũ và lão lục thù. Hôm nay, phải chém Diệp Thần. Huyết linh tộc lão đại ánh mắt uy nghiêm, loang lổ trên gương mặt, thời gian đang nhanh chóng lưu chuyển. Hắn ngưng mắt nhìn trong trận pháp Diệp Thần, từ từ nói, người này ra đời vốn là bất phàm, không thể làm người bình thường mà đối đãi. Hắn có thể giết lão tứ, thực lực đại khái giống như là đế tôn cảnh ở trên tầng 2 hạ. Vượt qua mười mấy tầng thứ tác chiến, không đúng, ta có thể cảm giác tiểu tử này lực lượng đột nhiên tăng lên, hơn nữa ma khí đậm đà như vậy, chẳng lẽ hắn bị ma tộc cường giả nhập vào người. Ma tộc thủ đoạn cực kỳ quỷ dị, không phải là không có khả năng này. Hắn nhanh chóng nhìn về phía huyết linh tộc lão nhị và đã tiến vào trận pháp lão tam, nói, lão tam, ngươi là đế tôn cảnh 3 tầng, ngươi đơn độc đi không nhất định có thể thành. Lão nhị, ngươi là đế tôn cảnh tầng 5, ngươi mang lão tam một khối cùng đi. Các ngươi hai người nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, đánh chết tiểu súc sinh. Thằng nhóc này căn cốt 20 hơn hoàn toàn là trò lừa bịp. Hắn trong thân thể tuyệt đối ở một vị ma tộc đại năng. Còn như những người khác, đợi giết tiểu súc sinh sau đó mới giải quyết. Rõ ràng. Huyết linh tộc lão nhị lấy ra một cổ hộp gỗ đàn, từ trong lại lấy ra một quả thần đan. Cái này cái thần đan, tuy có thần đan tên, nhưng không chân chính thần đan, nhưng dược tính, đủ để cho cao tuổi đế tôn cảnh trở lại lúc còn trẻ chiến lực, có thể duy trì một ngày, nhưng một ngày thời gian trôi qua, người dùng sẽ già yếu nặng hơn. Lại bỏ mặc suy yếu tăng thêm sự việc. Hôm nay, phải giết tiểu súc sinh này. Diệp Thần bất tử, ngày sau, không nhất định sống đến sống thọ và chết tại nhà một khắc kia. Hô hô! Hô hô! Huyết linh tộc lão nhị uống xuống thần đan. Nháy mắt tức thì, bốn phương cái yên tĩnh, đại đạo thần uy ở mãnh liệt. Vô số mây sấm và mây đen, tụ đến, nháy mắt tức thì điện thiểm lôi minh, từng cổ một diệt thế khí cơ nở rộ ra. Mấy trăm ngàn gạo mây sấm và mây đen, phân biệt tạo thành một cái trình độ cao nhất nước xoáy, chính giữa một đạo thần quang chi trụ, ngay tức thì rơi xuống, đem huyết linh tộc lão tam và huyết linh tộc lão nhị thâu tóm trong đó, vô số đạo uẩn bắt đầu tư bổ thân xác, khôi phục chiến lực. Bất kỳ cảnh giới nào, lâu năm sau đó chiến lực cũng sẽ suy yếu. Mà giờ khắc này, bọn họ chính là tiếp nhận đạo uẩn tẩy rửa, trở lại đỉnh cấp thời khắc, nắm giữ huyết linh tộc lực lượng chân chính. Tiểu súc sinh, người đi chết đi. Tiểu súc sinh, người giết ba vị huyết linh tộc cường giả, bắn chết ngươi sau đó, ta phải dùng đầu ngươi cốt tới làm chén xương. Nháy mắt tức thì, huyết linh tộc lão nhị, huyết linh tộc lão tam ra tay, trực tiếp ngưng tụ một nơi trận pháp. Đem hết thảy bao phủ. Bọn họ nhìn cuồn cuộn ma khí Diệp Thần, không dám xem thường. Đã liền chết nhiều cường giả như vậy. Bọn họ phải phát động mình mạnh nhất sát phạt thuật. Nháy mắt tức thì, một phiến kiếm đạo mọc tùm, văng tung tóe vô tận đất đai, một phiến màu xanh ra trời kiếm biển, sóng cuốn ngút trời, hai cổ khó mà ngôn ngữ ý định giết người, bao phủ ở giữa thiên địa, một tòa vương giả ngồi cao vu lam sắc kiếm biển bên trong, nếu như diệt thế đại thần. Hỏa kiếm phá thương. Lam hải thần kiếm. Hai chiêu thông suốt phát ra, lớn như vậy kiếm trận bên trong, tràn đầy hai cổ lực lượng, đem không gian phong tỏa, bốn phương tụ tập. Từng cổ một huyết khí nồng đậm mãnh liệt xuống, xen lẫn ra tất cả phối hợp kiếm quang long, lại có hủy thiên diệt địa thế. Uy thế như vậy, trận pháp đều không lại phóng thích linh kiếm, bốn viên chọc trời thần thụ hết sức cố gắng phóng thích thân mình lực lượng, duy trì ở đại trận bản thân. Một cái không được thì hai cái, ta tất cả theo giết không lầm. Diệp Thần cầm chặt cửu u thí thiên súng, điều động trong cơ thể lực lượng, huyết long ngất trời ra.
hắn có thể cảm giác được hư ảnh kia cho hắn lực lượng ở giảm nhanh. Phải tốc chiến tốc thắng. Hư ảnh này cho hắn lực lượng quá cường thế. Một khi mất đi, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dưới mắt, hắn mỗi nhất kích đều phải đem hết toàn lực, dù là đối với thân thể có tổn thương. Hắn không lo được nhiều như vậy. Cửu U Thí Thiên súng múa, ma khí uyển như sóng biển, vô tận lực lượng bộc phát ra, xem là cả thiên địa cũng đang rung rung, dị tượng hoành xanh, huyết nguyệt trên không, biển xanh hướng lên trời, miễn cưỡng hóa ra một phiến phiến biển máu hóa thành lưỡi hái tử thần, đồng loạt rơi xuống xuống. Huyết linh tộc lão nhị và lão tam lực lượng phân biệt đối với Cửu U Thí Thiên súng, hơn cổ lực lượng đụng nhau, dần dần thành một khối hoàn cảnh xấu. Bót sát, ầm. Một hồi kinh thiên tiếng nổ sau đó, vô số kim quang lóe lên. Phốc, không trung, ba người đồng thời trào máu, hóa thành ba đạo lưu quang, mỗi người rơi ở một bên. Diệp Thần trên mặt nạ càng là có tan vỡ dấu hiệu. Hắn khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Miễn cưỡng ổn định thân hình. Huyết linh tộc lão nhị cũng không chịu nổi, nhất kích dưới, khóe môi nhếch lên máu tươi. Trước ngực bị Cửu U Thí Thiên súng cương vạch ra một vết thương, huyết linh tộc lão tam thảm hại hơn, cánh tay trái bị thương ý xuyên thấu mấy phần, hai người chiến lực tổn thất gần nửa, miễn cưỡng và dưới trạng thái bây giờ Diệp Thần hợp lại cái không hơn không kém. Huyết linh tộc thật đúng là không biết xấu hổ. Mới vừa rồi đánh chết huyết linh tộc lão tứ, Diệp Thần đã tiêu hao không nhỏ, giờ phút này tác chiến, tới hơn cũng chỉ có thể cùng bọn hắn hợp lại cái mình trọng thương, bọn họ chết được kết cục. Bên ngoài, còn có một cái huyết linh tộc lão đại. Giờ phút này chết cứng rắn đụng, có chút mất sức. Tiểu Hoàng, ngươi chuẩn bị xong chưa? Diệp Thần khẽ quát một tiếng, nó đã để cho Tiểu Hoàng ở thần bí không gian trang bị. Hắn tranh thủ thời gian xong hết rồi. Nếu như Tiểu Hoàng nếu không ra, nó vậy nguy hiểm. Ngay tại lúc này, một đạo hư không mở ra, một tôn cự thú đạp không ra. Giống nhau là tiến hóa sau Tiểu Hoàng. Chung quanh bụi đất cuồn cuộn, tựa như dâng lên vạn trượng. Bụi đất che đậy tầm mắt mọi người. Mọi người ở đây chỉ có thể mơ hồ bây giờ thấy một đạo hư ảnh. To lớn hư ảnh. Diệp Thần ngừng thở, kích động đến trình độ cao nhất. Tiểu Hoàng trên người huyết mạch và lực lượng tới từ luân hồi mộ địa một vị trong đó đại năng. Từ vừa mới bắt đầu liền định trước bất phàm. Hơn nữa Lâm Thanh Huyền nói với hắn, Tiểu Hoàng phải trải qua rất nhiều lần tiến hóa. Mỗi một lần tiến hóa cũng sẽ cực kỳ khủng bố. Mà lần này tiến hóa tuyệt đối nghịch thiên. Huyết linh tộc lão nhị và lão tam tự nhiên chú ý tới trong bụi mù khí tức quỷ dị, hai người chau mày. Cái này mẹ hắn là đồ chơi gì? Vì sao ta cảm thấy không đúng? Cái này thật giống như là yêu thú thanh âm gầm thét, chẳng lẽ tiểu xúc sinh kia gọi về một con yêu thú? Thậm chí còn vòng ngoài huyết linh tộc lão đại cũng là phát giác không đúng, trong bụi mù hơi thở lại để cho hắn sinh ra một tia quỷ dị. Thậm chí có thể nói là uy hiếp. Mọi người tại đây chỉ có Mạc Ninh biết vậy trong bụi mù bóng đen là vật gì. Tiểu Hoàng. Nhưng mà Tiểu Hoàng thân thể tựa hồ không có như vậy khổng lồ à. Nàng đế tôn cảnh lực lượng muốn xuyên thấu bụi mù, thấy hết thảy, nhưng phát hiện căn bản không có thể. Bất quá nàng mơ hồ có thể phát hiện trong bụi mù Tiểu Hoàng cực độ không ổn định, thân thể lại khi thì thu nhỏ lại khi thì khổng lồ. Diệp Thần tự nhiên cũng là chú ý tới, hắn và Tiểu Hoàng vốn là có liên lạc, hắn có thể cảm giác được Tiểu Hoàng tựa hồ đang giãy giụa trước cái gì. Diệp Thần mới vừa muốn xông qua hỗ trợ, Tiểu Hoàng vậy con ngươi đỏ như máu đột nhiên nhìn về phía Diệp Thần, tiếng trầm thấp vang lên, không cần tới đây, cho ta 3 giây. Diệp Thần ngẩn ra, hắn có thể cảm nhận được con ngươi đỏ như máu trong có chút không giống. Thậm chí có thể nói là xa lạ. Bụi mù bên trong không ngừng truyền tới yêu thú thanh âm. Dữ tợn, gầm thét, toàn bộ trung ương chi địa cũng ở chấn động kịch liệt. Huyết linh tộc lão nhị và lão tam càng phát ra cảm giác được không đúng. Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt mang kiên quyết, bỏ mặc ở bên trong là thứ gì, trực tiếp chém chết. Không thể trì hoãn được nữa. Được. Một giây kế tiếp, hai đạo tàn ảnh ngay tức thì xông vào bụi mù bên trong. Nhưng là còn không có cùng bọn họ bước vào trong đó, một đạo giống giận kinh thiên động địa đột nhiên vang khắp.
thân thể hai người ngay tức thì bị phóng bay ra ngoài, cường đại đụng cảm cơ hồ để cho hai người thân thể tê liệt. Cũng may bọn họ thuộc về đế tôn cảnh, bước chân đạp một cái, miễn cưỡng ổn định thân hình. Cùng thời khắc đó, cuồng phong nổi lên, bụi mù ngay tức thì biến mất. Một cái bóng đen lóe lên. Khi bọn hắn thấy trước mặt hư ảnh, hoàn toàn chấn trụ. Đó là một đầu thân thể ước chừng 3 mét cao khổng lồ cự thú. Dưới chân mọc màu máu dấu vết, cả người màu đỏ như máu lông dựng lên, như linh kiếm vậy sắc bén, lực có thể mặc kim đá vụn, đỉnh đầu màu máu ấn, toàn bộ liền một ma đạo đại biểu, cả người quanh quẩn huyết khí, cực kỳ kinh khủng. Vậy lạnh như băng nanh vuốt đụng chạm mặt đất, lại để cho người cảm giác được một tia giá rét. Ánh mắt rơi vào cự thú đầu lâu trên, như một đầu tới từ viễn cổ sư tử đực. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhất là cự thú kia trong mắt, một xanh một đỏ. Màu đỏ con người mang tựa như tới từ địa ngục dấu vết. Chỉ cần một ánh mắt sẽ để cho người cảm giác được sợ hãi. Xa xa tiên phong đạo cốt huyết linh tộc lão đại con người cũng là co giúp một cái, hắn có thể cảm giác được rõ rệt cái này cự thú trên người uy hiếp cảm giác càng ngày càng mạnh. Mấu chốt cái này cự thú khí tức trên người căn bản không thuộc về Côn Lôn hư. Đây không phải là nơi này loài. Thậm chí cao hơn huyết linh tộc. Làm sao có thể? Kỷ Tư Thanh và Mạc Ninh các người cũng là chú ý tới vậy con cự thú. Mạc Ninh đôi mi thanh tú một nhăn mày, nàng khẽ di một tiếng, lại nhìn Diệp Thần, muốn nói cái gì vẫn là không có nói ra miệng. Mà Kỷ Tư Thanh càng phát ra kinh ngạc, nàng căn bản không nghĩ tới Diệp Thí Thiên bên người vẫn còn có cái này một tôn cự thú. Mấu chốt cái này cự thú là thiết thiết thật thật tồn tại. Diệp Thí Thiên làm sao đem loại này tồn tại để xuống bên người. Giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy được Diệp Thí Thiên là mê vậy người đàn ông. Mọi người ánh mắt dưới, cự thú không có bất kỳ động tác, chỉ bất quá con người rơi vào Diệp Thần trên mình. Gắt gao nhìn chằm chằm. Ánh mắt cực kỳ phức tạp. Kính sợ, kích động. Tiểu Hoàng. Diệp Thần thấy rõ Tiểu Hoàng tiến hóa sau dáng vẻ, trong lòng rung động tột đỉnh. Ai có thể nghĩ tới một con mèo vậy lớn nhỏ tồn tại lại sẽ biến thành loại này tình cảnh. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được Tiểu Hoàng trên mình phun trào ra hơi thở không thua gì đế tôn cảnh. Bây giờ Tiểu Hoàng cảnh giới cũng không thấp, đủ để phối hợp Diệp Thần, đánh chết hai vị huyết linh tộc trưởng lão. Tiểu Hoàng nghe được Diệp Thần kêu gọi, khẽ gật đầu. Vẫn là bây giờ cảm giác thoải mái, bất quá cái này một tầng tiến hóa không ổn định, phải tốc chiến tốc thắng, có vài người không có mắt dám khi dễ ngươi, vậy ta hôm nay liền để cho bọn họ rõ ràng vì sao là hơn cổ thần thú huyết mạch. Dứt lời, Tiểu Hoàng đồ sộ hé miệng, chợt phun ra một đạo hỏa diễm, ngọn lửa tựa như cuộn sạch 9 tầng trời, đồng thời trong miệng phun ra một chuôi sấm kiếm, ở sấm kiếm lưu động dưới, ngọn lửa buộc vòng quanh một cái lửa chi trưởng sông, dọc đường mà qua. Đem kiếm trận và đất đai cũng cháy ở. Xúc sinh. Huyết linh tộc lão nhị quát khẽ một câu, tiện tay đánh ra một thanh trường kiếm, tạm thời ngăn cản sau đó, rút người ra rời đi. Xa xa, hắn xoay người lại vừa thấy, hắn và lão tam bố trí kiếm trận đều bị đốt hóa, hoàn toàn hóa thành hư không. Giết, huyết linh tộc lão tam chợt một quyền, cùng Tiểu Hoàng một móng cứng rắn đụng, điện quang đá lửa đem Tiểu Hoàng đánh lui. Tự thân cũng bị tìm một móng vuốt, vết thương chỗ nhanh chóng toát ra một đạo quỷ dị màu máu ánh sáng, ép được hắn không thể không hao phí lực lượng đi áp chế vết thương. Tiểu Hoàng, tính ta một người, cùng nhau diệt cái này hai cái lão thất phu. Diệp Thần tự nhiên không thể ngồi chờ chết, hư ảnh cho hắn lực lượng còn không có hoàn toàn biến mất. Hắn huy động hai cánh tay, nổ bắn ra ra đầy trời thần lôi và súng cương, tràn đầy khủng bố vô cùng sát ý. Trong cơ thể huyết long gầm thét, lần nữa vọt ra, phảng phất là từ viễn cổ đi tới vậy, lên chấn động cửu u, hạ nhiếp u minh. Một kích này, cũng là Diệp Thần từ Lâm Thanh Huyền trên mình lĩnh ngộ tới, kết hợp huyết long, tất nhiên rất mạnh, chỉ là vẫn không có sử dụng. Chiến! Ta còn không tin, tu luyện nhiều năm như vậy, không giải quyết được một tên tiểu tử. Huyết linh tộc lão tam gầm lên một câu, nâng kiếm bước ra một bước. Trên không lực phách một kiếm, thân kiếm cố làm mà tràn đầy một tia đại đạo ý cảnh, chợt rơi xuống, lưỡi kiếm hai bên vạch ra từng đạo đạo uẩn, tạo thành xiềng xích, dẫn đầu vây khốn Tiểu Hoàng, lại muốn đánh Diệp Thần.
Sắc sắc. Diệp Thần tay cầm cửu u thí thiên súng chặt đứt bay tới đạo uẩn xiềng xích, ngất trời chợt nhất kích, thương ý xông lên đỉnh, hóa thành trăm ngàn đạo thiểm điện lôi quang đánh xuống. Bình bịch bịch. Từng đạo tia chớp rơi xuống, ép được huyết linh tộc lão tam không thể không né tránh. Né tránh đồng thời, đối với đạo uẩn xiềng xích khống chế sai lầm, tiểu hoàng tránh thoát ra, vừa nhảy ra, mở ra miệng to như chậu máu, u lam trong mắt thả ra cực kỳ lực lượng cuồng bạo. Huyết linh tộc lão tam cảm giác được không đúng, ngón tay bắt pháp quyết, ngay tức thì hình thành một đạo màu xanh kiếm quyết, ngăn trở lại tiểu hoàng u xanh trong con ngươi thả ra sấm sét. Thậm chí áp chế tiểu hoàng sấm sét. Hắn nhìn tiểu hoàng, cười lạnh một tiếng, một đầu xúc sinh thật lấy là mình có thể nắm trong tay hết thảy. Ta huyết linh tộc huyết mạch nghiền ép hết thảy yêu thú huyết mạch. Người mẹ hắn lại coi là cái gì? Hôm nay ta liền đem ngươi đánh hồi luân hồi. Phải không? Bất thình lình một giọng nói vang lên. Huyết linh tộc lão tam ngẩn ra, hắn tuyệt đối không nghĩ tới yêu thú này còn biết nói chuyện. Mấu chốt cái này hai chữ lại để cho hắn trong lòng cảm thấy sợ hãi. Đột nhiên, hắn chú ý tới cái gì? Hắn phát hiện trước mặt cái này con cự thú màu xanh con ngươi nhắm lại. Chỉ còn lại một con mắt. Mà vậy con mắt tản ra lạnh như băng màu đỏ ánh sáng. Vậy màu đỏ con ngươi lại nhanh chóng lưu chuyển phù văn. Cái này, đây là cái đồ gì? Còn chưa cùng hắn phản ứng, tiểu hoàng màu đỏ con ngươi phù văn trực tiếp xông đi ra. Lại là hóa thành một cái lưới lớn trực tiếp đem huyết linh tộc lão tam lưới ở. Màu đỏ lưới lớn lại là bắt đầu co rút lại. Huyết linh tộc lão tam con ngươi phóng đại, hắn muốn tránh thoát, muốn biến dạng cái này lưới lớn, nhưng phát hiện căn bản không có tư cách. Lực lượng này lại có thể đối với huyết linh tộc lực lượng áp chế. Làm sao có thể? Còn không có cùng hắn kịp phản ứng, vậy lưới lớn nhanh chóng đem huyết linh tộc lão tam cánh tay cạo thành xương trắng, rồi sau đó cắn một cái. Ken két, thanh âm xương vỡ vụn, vang khắp không ngừng. À, huyết linh tộc lão tam bi thương tiếng kêu, vang khắp không ngừng. Huyết linh tộc lão nhị lại bị Diệp Thần cửu u thí thiên súng ngăn trở, thi triển ra màu xanh ra trời kiếm biển, không cách nào đi về trước nửa bước. Thật can đảm, tiểu xúc sinh, ta nhảy vút chết vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Huyết linh tộc lão tam nửa người cơ hồ biến dạng, thê thảm không nỡ nhìn, còn sót lại một nửa thân thể lóe lên huyết quang. Hắn hợp lại như chết huy động trong tay thần kiếm, bước ra một giọt máu tươi vỗ vào trên trán, kiếm quang như mưa mảnh vậy vèo 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 rơi xuống, dần dần ngưng kết thành một đầu lửa cháy mạnh cự thú, sáng bóng chói mắt, giống như trăm ngàn bánh xe mặt trăng nổ tung như nhau, vô cùng vô tận màu máu lực hoàn toàn bùng nổ. Đây là hắn cháy máu tươi và tu vi đường lui. Hắn không có lựa chọn. Ai có thể nghĩ tới sẽ là thảm như vậy liệt một màn. Một người một thú lại cầm máu này linh bí cảnh bình tĩnh đánh vỡ, lại là chém chết nhiều người như vậy. Huyết linh tộc lão quả đấm to đã cầm chặt, thằng nhóc này mạnh mẽ như vậy, quả quyết không thể lại lưu. Chỉ có ta tự mình ra tay, dù là bất chấp tăng tốc độ suy nhược nguy hiểm, cũng phải bắn chết hắn. Nếu không hắn lên cấp đế tôn cảnh, hơn nữa cái này cự thú, ta đem không cách nào lại chế trụ hắn. Đạo nguyên cảnh, đế tôn cảnh. Còn thấp một cái cảnh giới lớn, chỉ cần Diệp Thần đến đạo nguyên cảnh một tầng, liền có thể để cho hắn vị này đế tôn cảnh huyết linh tộc lão đại không thể làm gì. Nếu như Diệp Thần lên cấp đế tôn cảnh một tầng, sợ rằng có thể trực tiếp chu diệt đế tôn cảnh hậu kỳ cường giả cái thế liền đi. Hô! Huyết linh tộc lão đại không do dự nữa, lấy ra một viên đan dược, dự định ăn vào. Hắn ấn đường lóe lên cổ xưa đường vân. Mà một màn này nhưng là bị Mạc Ninh chú ý tới. Nàng mặc dù tầm mắt một mực ở Diệp Thần trên mình, nhưng là dư quang nhưng thủy chung chú ý cái đó tiên phong đạo cốt huyết linh tộc ông già. Người này mới là huyết linh bí cảnh nhất đại uy hiếp. Mắt xem huyết linh tộc lão đại chuẩn bị ăn vào đan dược hướng Diệp Thần đi, nàng lại cũng không đoái hoài tới khác, nhảy một cái đi tới huyết linh tộc lão đại trước người. Hai đánh hai rất công bằng. Người lại đi nhúng tay. Kéo được phía dưới tử, vẫn là nói, người lão này, không biết xấu hổ. Mạc Ninh thanh âm không có bất kỳ sợ hãi. Huyết linh tộc lão đại thấy trước mặt cô gái đổ đỏ hơi ngẩn ra, chợt cười nhạt. Một cái đế tôn cảnh sơ kỳ người. Người lấy là người có thể chống đỡ ta sao? Thức thời cút,
Huyết linh tộc lão đại không có đem Mạc Ninh chân chính để ở trong mắt, mặc dù Mạc Ninh cảnh giới so Diệp Thần cao được hơn, nhưng sức uy hiếp xa không bằng Diệp Thần, trước giải quyết Diệp Thần muốn chặt. Không cho phép ăn. Mạc Ninh cưỡng ép ra tay, muốn ngăn cản huyết linh tộc lão đại uống đan dược. Nàng rất rõ ràng, huyết linh tộc người thật ra thì bị cái này bí cảnh áp chế một ít lực lượng, mà đan dược này chính là giải trừ cái này áp chế tồn tại. Làm sao, hai người cảnh giới chênh lệch quá nhiều, cho dù Mạc Ninh ngăn trở, huyết linh tộc lão đại vẫn là dễ như trở bàn tay được đem Mạc Ninh đẩy tới xa xa đi, rồi sau đó một hớp uống xuống đan dược, nháy mắt tức thì, một cổ đại đạo thần uy lan truyền ra. Oanh oanh oanh, thiên địa cũng đang rung rung, muốn màng bái vị này đế tôn cảnh cường giả cái thế. Thiên địa lực lẫn nhau quanh quẩn, hóa thành từng cái sấm sét, quanh quẩn huyết linh tộc lão đại quanh thân, tựa hồ là ở tham bái hắn. Hắn tóc trắng loạn vũ, trong mắt trống rỗng, vô cùng đáng sợ, huyết linh hơi thở tràn ngập toàn thân, như địa ngục ma thần vậy. Thổi phồng chói mắt hào quang, giống như là trăm ngàn cái mặt trời bị câu cấm, tề treo ở huyết linh tộc lão đại trước người, hừng hực sáng bóng ở nhập vào xuất ra toàn bộ huyết linh bí cảnh lực lượng. Huyết linh tộc lão nhị, lão tam, lão tứ uống đan dược sau đó, đều là tiếp nhận thiên địa tưới lực lượng, mà hắn nhưng là chủ động hấp thu bí cảnh lực, làm người ta run rẩy, dường như muốn tan biến hết thảy ngăn trở. Như một màn này, Mạc Ninh thần sắc hốt hoảng, nên tới vẫn phải tới. Nàng muốn ngăn trở căn bản không có thể. Diệp Thần và Tiểu Hoàng cũng không khả năng. Chỉ có mượn luân hồi mộ địa lực lượng. Mộ chủ cẩn thận. Mà giờ khắc này, vòng chiến bên trong Diệp Thần tự nhiên phát giác khí tức chung quanh hoàn toàn thay đổi. Toàn bộ bí cảnh lực lượng thật giống như đều bị trói buộc. Tiểu súc sinh, ngươi chết chắc, ha ha ha. Huyết linh tộc lão tam kích động điên cuồng la, bản thân có cứu. Rắc rắc. Một khắc sau, Diệp Thần một súng bắn về phía huyết linh tộc lão tam, ai tới cũng không cứu được ngươi. Diệp Thần rất rõ ràng, hắn và Tiểu Hoàng đối mặt cái này hai người liền chật vật như vậy, nếu như hơn nữa vậy huyết linh tộc lão đại, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hắn phải mau sớm giải quyết một người. Nhưng là một súng còn chưa rơi xuống, đế tôn cảnh mạnh mẽ uy áp liền như sơn hô hải khiếu vậy hướng Diệp Thần cuốn tới. Uy thế này quá mức khủng bố. Tựa như chấp trưởng hết thảy. Kỷ Tư Thanh, Diệp Lạc Nhi cùng Diệp Lăng Thiên mấy người cơ hồ đều không thở nổi. Mà Diệp Thần cửu U Thí Thiên súng tựa như đọng lại. Không cách nào tiến lên một bước nữa. Người ta, người cũng muốn giết. Hèn mọn con kiến hôi, thật lấy là huyết linh tộc lực lượng chính là như vậy sao? Uy áp càng phát ra khủng bố. Một đạo thân ảnh trôi lơ lửng, lại là chắn bị thương huyết linh tộc lão tam trước mặt. Chính là huyết linh tộc lão đại. Hắn hai tay chắp sau lưng, mênh mông chân khí cổ động ống tay áo, lạnh giọng nói, bây giờ, ngươi lời mới vừa nói qua còn dám nói lại lần nữa sao? Diệp Thần không nói gì, ánh mắt cực kỳ lạnh như băng. Hắn đang suy tư thủ đoạn ứng đối. Huyết linh tộc lão đại ngạo nghễ nhìn Diệp Thần, trong mắt vẻ khinh miệt nồng hơn, Diệp Thần lúc này biểu hiện đúng như hắn dự liệu vậy, lúc này nhấc chân từng bước một hướng Diệp Thần đi tới. Vừa đi vừa nói chuyện. Ta từ bước vào bí cảnh bắt đầu liền hiếm gặp địch thủ, cả đời chém chết thiên tư tuyệt diễm hạng người không biết phàm kỷ, đạp diệt lớn nhỏ tông phái vô số, lên cấp đế tôn tới nay, uy chấn huyết linh bí cảnh nhiều ít năm, phàm phạm ta đế uy người, tất cả đều tiêu diệt, người tu vi rất là cổ quái, nhưng người không tu thành đế tôn, vĩnh viễn không hiểu đế tôn đáng sợ, người sở dĩ cuồng ngông bất quá là từ ếch ngồi đáy giếng rốt nát, thật là không nhìn nổi, người. Căn bản không có đứng trước mặt ta tư cách. Mỗi tiến lên trước một bước, trên người khí thế liền cường thịnh một phần, làm hắn nói xong một chữ cuối cùng lúc, mọi người chỉ cảm thấy được đúng phiến thiên địa hướng bọn họ ái mộ tới, trừ Diệp Thần còn có thể đứng tại chỗ bên ngoài, những thứ khác mấy người khóe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi. Huyết linh tộc lão đại chán nhíu một cái, hắn vốn lấy vì mình uy áp có thể để cho trước mặt tiểu súc sinh quỳ xuống, nhưng là đối phương lại không có đảm nhiệm phản ứng gì. Chỉ là ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn. Cái này quá qua quỷ dị. Đột nhiên, một mực không nói gì Diệp Thần lên tiếng. Hắn khóe miệng phác họa một đạo lạnh như băng độ cong, ngươi không phải muốn nghe ta lời mới vừa nói sao. Ta lặp lại lần nữa, ai tới cũng không cứu được hắn. Bao gồm ngươi.
Đổi mới nhanh nhất không sai đọc, mời phỏng vấn www.com điện thoại di động mời phỏng vấn. Com. Diệp Thần nói dứt lời hạ, trên mình lại phun trào ra một đạo ánh sáng. Hắn chi sở dĩ như vậy tự tin, là bởi vì là luân hồi mộ địa truyền đến một giọng nói. Đến từ huyết thất dạ thanh âm. Đây là Diệp Thần lớn nhất lá bài tẩy. Xa xa bị thương huyết linh tộc lão tam nghe được Diệp Thần như vậy cuồng vọng lời nói, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lại là bật cười, không tự lượng sức con kiến hôi, ngươi thật lấy là mượn một ít thủ đoạn bị thương ta, còn có ngươi con yêu thú kia, có thể chém chết hết thảy. Ngươi căn bản không biết ta trên người anh trai cất giấu dạng gì lực lượng. Ngươi có biết các ngươi Côn Lôn hư, cũng hoặc là mảnh đất này cầu ở trong mắt chúng ta coi là cái gì? Các ngươi chính là ếch ngồi đáy giếng. Các ngươi trên mình tu luyện võ học ở ta trong mắt và rác dưới không có gì khác biệt. Các ngươi huyết mạch và thiên phú, ở chúng ta huyết linh tộc trong mắt còn không bằng một đầu thú cưỡi. Một năm rưỡi sau đó, các ngươi Côn Lôn hư tất cả mọi người đều phải chết. Đều phải lâm vào làm nô lệ. Huyết linh tộc lão tam nói đến phần sau, gương mặt cực kỳ dữ tợn. Hắn thậm chí không để ý tới máu tươi không ngừng dòng nước chảy, cũng không đoái hoài tới vết thương. Diệp Thần lấy hư vương cảnh đem hắn làm bị thương tình cảnh này, đối với hắn mà nói chính là làm nhục. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhìn về phía huyết linh tộc lão đại, gần từng chữ có thể hay không trước đừng đem thằng nhóc này chém chết, ta muốn hành hạ hắn, ta muốn hút khô máu hắn, để cho hắn thành là ta con rối. Huyết linh tộc lão đại nghe được câu này, trầm tư mấy giây, vẫn là gật đầu, được, có ta ở đây, người bất kỳ cũng không giết được ngươi. Bây giờ huyết linh bí cảnh chỉ còn lại ngươi ta và lão nhị, chúng ta không thể lại còn tổn thất, những năm này chúng ta trên mình nắm giữ một ít thứ, cũng nên tự mình giao cho huyết linh tộc những cái kia đại năng. Dưới mắt, trước đem một vài thứ không biết chết sống giải quyết đi. Huyết linh tộc lão đại cả đời đánh giết vô số, sớm rõ ràng sư tử vô thỏ cần đem hết toàn lực đạo lý, lúc này trong cơ thể linh lực điên cuồng xa chuyển. Máu này linh trong bí cảnh thiên địa chân khí tựa như vậy bị dẫn dắt vậy hướng hắn hội tụ, hắn giơ cao tay phải lên, một chuôi phủ đầy phù văn, tản ra tựa như đủ để hủy thiên diệt địa vậy khí tức kinh khủng cự kiếm ở trong tay hắn ngưng tụ. Huyền thiên diệt thần chém, huyết linh tộc lão đại quát lên một tiếng lớn, ở toàn thân khí thế mạnh nhất trong nháy mắt ngang nhiên ra tay, chân khí hình thành cự kiếm hướng Diệp Thần chém tới, một chiêu này huyền thiên diệt thần chém đã đạt tới kiếm pháp cùng thuật pháp đỉnh cấp. Ẩn chứa trong đó năng lượng thật lớn, đủ để chìm nghỉm một phiến trung ương chi địa, huyết linh tộc lão đại ra tay gian đã hết lộ vẻ đế tôn oai, làm người ta sợ hãi. Con kiến hôi, có thể để cho ta sử dụng một chiêu này chém chết ngươi, ngươi hẳn vui mừng. Giết huyết linh tộc người, ngươi không có tư cách. Gầm thét tiếng vang khắp, tựa như lôi âm cuồn cuộn. Huyền thiên diệt thần chém tản ra uy thế để cho Mạc Ninh sắc mặt đại biến. Uy thế này. Căn bản không phải mộ chủ có thể chống lại. Đáng chết. Nàng muốn đi hỗ trợ, nhưng phát hiện mình thân thể bị một kích này bị trói buộc. Loại cảm giác này rất khó chịu. Mà Diệp Lạc Nhi và Diệp Lăng Thiên lại là không nhịn được khạc ra một ngụm máu tươi. Kỷ Tư Thanh nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn thấy Diệp Thí Thiên chết thảm dưới kiếm. Có một cái chớp mắt như vậy gian, nàng cảm giác được mình quá miểu nhỏ. Mặc dù và Diệp Thí Thiên không có quá nhiều liên quan, thậm chí chỉ biết mấy ngày, nhưng là chẳng biết tại sao, nàng không hy vọng Diệp Thí Thiên xảy ra chuyện. Đặc biệt không hy vọng. Loại cảm giác này giống như một cái quen thuộc bạn cũ sẽ phải rời khỏi. Diệp Lăng Thiên và Diệp Lạc Nhi vậy sinh lòng chập chờn, bọn họ không xác thực định Diệp Thần có thể hay không ngăn trở đây tuyệt đời vô cùng nhất kích. Diệp Lăng Thiên không khỏi thầm nghĩ, không nghĩ tới cái này huyết linh tộc cường giả lại như thế đáng sợ, ta từng gặp qua ra ra toàn lực ra tay. Lấy hắn đỉnh cấp tu vi, bàn về uy thế cũng yếu đi cái này huyết linh tộc cường giả nửa xoay sở. Điện chủ gặp nạn. Huyết linh tộc lão đại thần sắc lãnh đạm, Diệp Thần tránh cũng không chỗ núp đứng tại chỗ, cho dù hắn là đế tôn cường giả chống cự mình một kích toàn lực cũng không thể bình yên vô sự, ở hắn trong mắt cái này cuồng vọng thiếu niên đã là một người chết. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần đột nhiên mở cặp mắt ra, trong mắt bộc phát ra ánh sáng sáng chói. Hướng về phía ngay đầu chém xuống cự kiếm đánh ra chất phác không màu mè một quyền, trong miệng quát khẽ thất dạ phá kiếm quyền. Ở nơi này sống chết đang lúc, huyết thất dạ đem một đạo tin tức lưu đánh vào hắn đầu óc. Quyền kiếm tương giao trong nháy mắt,
thời gian tựa như dừng lại vậy, vậy tựa như có thể khai thiên ích địa một kiếm lại bị quả đấm này chặn lại, mọi người thậm chí còn chưa kịp kinh ngạc, cái này cự kiếm đã tấp tắc vỡ vụn, tiêu trừ vô hình. Huyết linh tộc lão đại hoàn toàn ngây dại, cả khuôn mặt đều tối, tựa như gặp quỷ. Hắn khó có thể tin nhìn trước mặt thiếu niên, chỉ gặp hắn sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập, thân thể không bị khống chế khẽ run, hiển nhiên mới vừa rồi nhất kích đối với hắn tiêu hao cực lớn. Hắn khẳng định đã không có dư lực ngăn cản ta hạ một chiêu. Huyết linh tộc lão đại mới vừa muốn ra tay, đột nhiên, hắn phát hiện cái đó hắn coi là con kiến hôi thiếu niên lại có thể biến mất. Ngay sau đó, vang lên bên tai một đạo tràn đầy đau buồn cùng kinh hoàng gào thét. Đại ca, cứu ta! Đạo thanh âm này đến từ huyết linh tộc lão tam. Giờ phút này huyết linh tộc lão tam thân thể cứng ngắc, trong mắt trợn to. Hắn nụ cười lại là tựa như đọng lại. Bởi vì hắn cho rằng phải chết thiếu niên lại ngay lập tức gian xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn ánh mắt lạnh như băng tựa như tới từ địa ngục ma quỷ. Khủng bố, âm lãnh, là máu. Ta nói, ai tới cũng không cứu được ngươi, ta Diệp Thí Thiên muốn giết người, dù là thiên đạo ngăn trở, ta cũng muốn văng tung tóe thiên đạo. Cho ta chết. Thất dạ phá hồn sát quyền. Vô tận lực lượng vần quanh ở Diệp thần quả đấm, một quyền này tựa như có thể xuyên thủng không khí. Một quyền này chỉ như vậy vững vàng rơi vào huyết linh tộc lão tam ngực. Huyết linh tộc lão tam chậm rãi cúi đầu xuống, chỉ gặp mình nơi ngực, bất ngờ là một cái cỡ quả đấm lỗ máu. Hắn vô lực rủ xuống chuẩn bị nâng tay lên, trong đôi mắt còn mang vẻ mờ mịt, phốc thông một tiếng, đổ xuống đất. Nhất đại đế tôn cường giả, lúc này chết. Ai cũng không nghĩ ra, hắn sẽ ở huyết linh tộc lão đại tại chỗ dưới tình huống, bị một cái côn lôn hư con kiến hôi chém chết. Thậm chí còn hắn chết một khắc cuối cùng, trong mắt đều là kinh hãi và sợ hãi. Đây là một loại đối với không biết sợ hãi. Ngươi rốt cuộc là ai? Nói còn không nói ra miệng, hắn thân thể nổ tung, tại chỗ hóa là một phiến xương máu. Xương máu tràn ngập ở trên bầu trời cao. Ai cũng không nghĩ ra sự việc sẽ dựa theo loại phương thức này phát triển. Diệp Lăng Thiên và Diệp Lạc Nhi không nghĩ tới, Kỳ Thư Thanh không nghĩ tới, liền liền Mạc Ninh vậy không nghĩ tới. Đột nhiên, nàng nghĩ tới điều gì, mộ chủ mới vừa rồi thi triển một quyền căn bản không thuộc về côn lôn hư lực lượng. Đến từ huyết thất giả. Huyết thất giả rốt cuộc có hơn đáng sợ, Mạc Ninh không biết. Nàng chỉ biết là huyết thất dạ như vậy y đạo thông thần Lâm Thanh Huyền đánh một trận, Lâm Thanh Huyền phải thua không thể nghi ngờ. Bởi vì hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc à. Mộ chủ chẳng lẽ hoàn toàn lấy được huyết thất dạ đồng ý. Hô hấp của nàng dồn dập, quả đấm cầm chặt, gắt gao nhìn chằm chằm trong huyết phụ người thanh niên kia. Đỉnh thiên lập địa thanh niên. Huyết thất dạ mở, chính là luân hồi mộ địa chân chính bắt đầu. Chăm mạ một chút đô thị cực phẩm thần y móng sách phòng chương mới nhất thời gian đầu tiên đọc miễn phí. Cái này cũng ý nghĩa mộ chủ tướng muốn chạm được cái đó luân hồi mộ địa sau lưng bí mật. Thậm chí chạm được vậy càng cường lực tính, rất nhiều cường giả chi địa. Nơi đó nhốt trước nàng bản thể, nhốt trước luân hồi mộ địa đại năng, nơi đó lạnh như băng và tàn khốc. Có thể nói địa ngục. Nơi đó huyết linh tộc chẳng qua là muối bỏ biển. Càng không cần phải nói côn lôn hư và trái đất. Ngay tại Mạc Ninh kích động lúc đó, một đạo vang khắp thiên địa gầm thét tiếng phóng thích tới. Tiểu súc sinh, ta muốn đảm bảo người ngươi cũng dám động. Đã như vậy, các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Một đạo thân ảnh già nua thả ra cường đại huyết quang. Chính là huyết linh tộc lão đại. Mạc Ninh hơi biến sắc mặt, cố nhiên bị thương, nàng vẫn là muốn là mộ chủ ngăn trở mấy phần. Nhưng là còn không có đến gần vậy đạo thân ảnh già nua, thân thể của nàng liền bị đánh bay ra ngoài. Nàng vốn là bị thương, làm sao chịu nổi một vị thuộc về tức giận trạng thái đế tôn cảnh cường giả. Mấu chốt Diệp thần ngay trước vị này cao ngạo cường giả mặt giết người hắn, đây không thể nghi ngờ là đánh mặt. Huyết linh tộc lão đại thành tựu cái này trong bí cảnh người mạnh nhất, lại là thừa tái huyết linh tộc sứ mạng tồn tại, làm sao cam nguyện như vậy. Diệp thần từ trong suy nghĩ phục hồi tinh thần lại, hắn mắt thấy huyết linh tộc lão đại, lại vừa thấy xa xa Mạc Ninh, vẻn vẹn chỉ là trọng thương, cũng không có nguy hiểm tánh mạng, hắn không khỏi dài hô một hơi. Dưới mắt, bỏ mặc có nhiều ít có thể,
hắn phải động thủ. Diệp Thần dư quang nhìn lướt qua Tiểu Hoàng và Huyết Linh tộc lão nhị, hai người cơ hồ lâm vào mệt mỏi. Tiến hóa sau Tiểu Hoàng đã làm rất khá, chí ít kéo lại một vị cường giả. Mà Huyết Linh tộc lão đại căn bản không cho Diệp Thần phản ứng thời gian, trạng thái giận dữ xuống hắn bước ra một bước. Lại 100 mét, đi thẳng tới Diệp Thần trước người. Cường đại khí ép tựa như đem không khí chung quanh chiều ly. Tiểu súc sinh, ta bản cho là ngươi thực lực mạnh hơn nữa chỉ bất quá đế tôn cảnh một tầng, bây giờ ta sai rồi, ta sai ở ban đầu liền khinh thị ngươi. Ngươi mới vừa rồi bùng nổ quyền kỹ không thuộc về Côn Lôn hư. Bên trong cơ thể ngươi huyết long, ma khí, thần lôi, thậm chí còn lực lượng quỷ dị kia tăng lên, đều nói minh ngươi trên người có đại bí mật. Cực lớn bí mật, nói cho ta điều bí mật này, ta tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Thần nghe được như vậy lời nói, phun ra một ngụm máu tươi, hắn cưỡng ép chống đỡ thân thể đứng lên, cười lạnh nói, ta quan tâm hơn ngươi huyết linh tộc bí mật, ngươi nếu như nguyện ý nói cho ta cho ngươi một cái toàn thây. Huyết linh tộc lão đại tuyệt đối không nghĩ tới, chết đến ập lên đầu Diệp Thần lại vẫn như vậy cuồng ngông. Hèn mọn rác dưới, ngươi không có tư cách. Huyết linh tộc lão đại thu kiếm hồi vỏ kiếm, cả người lực lượng cũng đang không ngừng tích lũy, kiếm mỗi lớp 10 tấc thì có vạn đạo thần uy lao ra, để cho xa xa cây lớn và nham thạch vỡ nát, các loại ánh sáng rực rỡ lóe lên, đất đai bị cắt ra, toàn bộ huyết linh bí cảnh tựa như đều ở đây sụp đổ. Hết thảy, đều ở đây hồng nhờ hắn vị này đế tôn cảnh hậu kỳ cao thủ cái thế. Vừa vào đế tôn cảnh hậu kỳ, thì có băng thiên bể khả năng, đối với huyết linh tộc lão đại mà nói, hủy diệt toàn bộ bí cảnh thế giới nhỏ cũng không phải việc khó. Huyết linh tộc lão đại tay trái điểm ra, giữa trời đất sáng bóng biến hóa, tạo thành các loại điềm lành thần thú, thật long đằng không, bạch hổ diệu ngày, huyền vũ xuất thế, phượng hoàng bay lượt, không ngừng hợp minh, còn có chim sơn ca và ứng long ngất trời ra, thần thánh thường hòa, giống như thần linh xuất thế. Vô số hào quang thủy thú, hội tụ trước đó biển máu cùng vô số ma kiếm, tựa như tránh tà cùng sống, ngày tháng trên không vậy, gần như mau đè lên đỉnh núi. Quang diệu nhức mắt, tựa như đưa tay khó khăn gặp năm ngón tay, không lâu lắm điện thiểm lôi minh, quang vũ mưa như chút nước xuống. Đây chính là chân chính đế tôn cảnh lực lượng sao? Và trước mấy người chênh lệch cũng quá lớn liền đi, chẳng lẽ đây mới thật sự là đế tôn cảnh? Điện chủ, Diệp Lăng Thiên kinh hồn bạt vía, hồi tưởng lại vừa thấy xa xa Mạc Ninh. Mạc Ninh phun ra một ngụm máu tươi, vô lực bò dậy, cười thảm một tiếng. Như trước đây huyết linh tộc lão đại dùng này cùng thế công công kích mình giờ phút này chỉ sợ đã mất mạng tại chỗ. Nàng cuối cùng không phải bản thể. Nếu như bản thể có lẽ còn có thể đánh một trận. Bây giờ một đạo thần niệm kết hợp phân thân, làm sao chiến? Và huyết linh tộc lão nhị đang tại chiến đấu Tiểu Hoàng cũng là nhận ra được không đúng, hắn con ngươi co giúp một cái, vội vàng hướng Diệp Thần nói, ta tới giúp ngươi. Không cần. Diệp Thần cự tuyệt. Bây giờ hắn rất rõ ràng, dù là cậy vào Tiểu Hoàng lực lượng cũng không có tư cách. Hắn đang đánh cuộc. Đánh cuộc huyết thất giả có chịu ra tay hay không? Ở huyết thất giả ra tay trước, hắn muốn xem huyết linh tộc lực lượng chân chính. Hắn muốn biết, hắn cách cứu ra vậy 100 vị đại năng, chống lại ẩn núp trong bóng tối lực lượng còn có nhiều ít chênh lệch. Ngươi muốn đánh, vậy thì chiến đi. Diệp Thần ánh mắt quét qua trước mắt tường quang thủy thú. Cực kỳ nghiêm túc. Chỉ có đấu qua mới biết có bao nhiêu chênh lệch, ngày sau dòm ngó ngôi báu đế tôn cảnh lúc, mới tốt hơn phát huy chiến lực. Diệp Thần mới vừa là động tác, luân hồi mộ địa lại là truyền tới một giọng nói, thằng nhóc, hôm nay ta sẽ dạy ngươi một chiêu, tên là ngũ hành linh châu trận. Trận này lực lượng có thể miễn cưỡng đem ngươi tăng lên tới đế tôn cảnh, cũng là để cho ngươi duy nhất có đánh một trận vốn. Nhưng là đến tiếp sau này ngươi thân thể sẽ rất khó chịu. Ngươi có bằng lòng hay không? Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Diệp Thần trong lòng vui mừng. Huyết thất dạ mở miệng lần nữa. Nguyện ý. Huyết linh tộc lão đại có bí thuật. Hắn cũng có. Diệp Thần tay cầm cửu u thí thiên súng, tay trái lòng khẽ nâng lên, năm đạo tinh máu lần lượt nổi lên. Ngón tay nhanh chóng bắt pháp quyết. Cái này năm đạo tinh máu lại là hóa thành năm cái linh châu. Huyết long, thần lôi, linh phù, ma khí, bản thể. Mỗi người đại biểu một cổ lực lượng.
hắn muốn hội tụ toàn bộ lực lượng, thử một lần. Dù là bị thương, cũng ở đây không tiếc. Hắn hai tay múa, điều động trong cơ thể lực lượng, lấy cửu u thí thiên súng làm chủ đạo, đổi thành 5 loại không cùng thuộc tính lực lượng. Tựa như biểu thị hoa hạ tướng thuật ở giữa kim mộc thủy hỏa thổ. Tươi ngon mọng nước châu đổi thành từng trận băng lam ánh sáng, hội tụ ra từng cái rồng nước tới, đầy trời rồng nước cực kỳ cường thế. Gió linh châu hội tụ ra đầy trời gió lớn, đạo đạo đao gió hội họp chung một chỗ, tạo thành một con màu trắng nhạt phượng hoàng, có chừng trăm trượng lớn. Hỏa linh châu quanh quẩn ra từng cái hỏa xà, đan vào lẫn nhau thành một phiến lửa cháy mạnh uông dương, một đầu phượng hoàng lửa dục hỏa sống lại, bay lượn chín tầng trời, có kinh hãi đời oai có thể. Thổ linh châu hậu thổ đất đai, dày đức trở vật, vô tận ánh sáng cuốn sạch thiên địa, mang hạo nhiên chính khí lực, gia trì thần súng uy năng, khí cơ nếu như một vòng bánh xe thủy triều lên xuống phập phồng, liên miên sóng lớn nhưng tựa như hậu thổ đất đai, không thể dao động. Mộc linh châu, thiên thiên mộc cây mây, đan vào lẫn nhau, hội tụ thành một cái ngàn trượng cao mộc nhân, vô cùng có linh tính. Mộc linh châu là cửu u thí thiên súng nơi gia trì, một sát gian. Lao ra trăm ngàn cái tia máu, thông suốt thiên địa trên dưới, quanh quần mộc nhân trên, đồng thời có hai cổ lực lượng, đem chung quanh cây cối bốc hơi. Giết! Diệp thần liều chết xung phong ra, năm đạo lực tính mỗi người phát huy uy năng. Hắn có thể cảm giác được huyết thất dạ dậy hắn đổ có kinh khủng dường nào. Nháy mắt tức thì, đầy trời rồng nước, vô số đao gió, lấy đếm không hết hỏa xà phập phồng thích thú giết ra, còn có hạo nhiên hậu thổ làm lá chắn. Chủ đạo cửu u thí thiên súng sát phạt khả năng, quanh quẩn ở tia máu mộc nhân, liều chết xung phong ở trước nhất phương. Chăm mạ một chút đô thị cực phẩm thần y móng sách phòng chương mới nhất thời gian đầu tiên đọc miễn phí. Hừ! Huyết linh tộc lão đại hừ lạnh một tiếng, hai cánh tay cổ động, cổ xưa thần kiếm thông suốt rút ra, đồng thời ngón tay nhanh chóng bắt pháp quyết, toàn bộ huyết linh bí cảnh lực lượng tựa như là hắn sử dụng. Hàng ngàn hàng vạn đạo lôi điện, phối hợp biển máu. Tương quan thủy thú giết ra, hai cổ đủ để hủy diệt bí cảnh lực lượng, va chạm chung một chỗ. Hắn kêu gọi ra chân long, bạch hổ, huyền vũ, phượng hoàng, ứng long và chim sơn ca đợi một chút, rối rít cùng năm hệ linh châu lực liều giết chung một chỗ. Thật long đằng không, long khiếu vạn dặm, song âm chấn thiên, long chảo uy vũ, trực tiếp cùng dòng nước đối với. Từng cổ một sáng chói chói mắt dư âm chấn động ra. Bạch hổ và huyền vũ, trực diện đối với đao gió và lửa sắc, thiên địa biến sắc. Chân long và phượng hoàng, đối với quanh quẩn tia máu mộc nhân mở ra một bản màu đỏ lưới lớn, như đầy trời tinh thần như nhau, lóe lên ánh sáng rực rỡ, đem chân long và phượng hoàng quanh quẩn trong đó, không ngừng bể tan tành trận pháp, từng bước một đánh chết hai tôn thủy thú. Chim sơn ca và biển máu chính diện tiến lên đón cửu u thí thiên súng. Sâu hơn. Tiểu hoàng cũng ở đây bên cạnh hỗ trợ, móng to vừa ra bể tan tành khắp nơi sóng khí, không ngừng đánh vào chim sơn ca trên thân hình, chấn động ra từng đạo rung động. Tường quang thủy thú và năm linh châu liều giết chung một chỗ. Cùng lúc đó, một cổ bỏ ta hắn ai độc tôn tư thái từ diệp thần hiện ra mở, hắn tóc đen xốc xếch, trong mắt thâm thúy như tinh không, lại trực diện đối mặt huyết linh tộc lão đại, chỉ tay nứt ra ra bốn phương thần lôi, quyền ảnh chấn thiên, hư vương cảnh. Rất miễn cưỡng đánh ra đế tôn cảnh tư thái. Xây tuyệt chín tầng trời trên dưới. Bỏ ta hắn ai? Một phiến phiến quyền ảnh từ trên trời hạ xuống, hóa thành đếm không hết ánh sáng ngang qua bầu trời mênh mông. Diệp thần không ngừng hấp thu ngũ hành linh châu trận lực lượng, hắn cảm giác được thân thể rất khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể cưỡng ép nhịn được. Một khi buông tha, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huyết thất dạ tiền bối nói qua. Đây là hắn duy nhất chống lại cơ hội. Hai người gian, quyền cước kiếm ảnh làm bạn, các loại đợt khí bùng nổ, chiến đấu rất nhanh tới ác liệt, để cho người tự lo không xong. Huyết linh tộc lão đại càng đánh càng sợ. Hắn căn bản không nghĩ tới một cái hư vương cảnh con kiến hôi lại thông qua bí thuật có thể cường đại đến tình cảnh này. Mấu chốt ngũ hành này linh châu trận chân thực quá mức quỷ dị. Hắn ở Côn Lôn hư trong quá lâu. Tiếp xúc thiên tài đệ tử và cường giả quá nhiều, căn bản không có gặp qua loại năng lượng này chập chờn tồn tại. Hắn đối với Diệp thần trên người bí mật càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hư vương cảnh cũng có thể như vậy,
Vậy hắn đế tôn cảnh nếu như đạt được bí mật này, há chẳng phải là ở huyết linh tộc cũng có thể dòm ngó ngôi báu. Đám này côn lôn hư con kiến hôi lại coi là cái gì? Không nghĩ nhiều nữa, huyết linh tộc lão trong bàn tay xuất hiện một viên thật nhỏ tinh thạch. Tinh thạch trực tiếp vỡ vụn. Hắn quanh thân lại hiện lên một tia quỷ dị quang. Cái này quang và Diệp Thần trước đây trên người luân hồi ánh sáng vô cùng tương tự. Tiểu súc sinh, một kiếm này, người ngược lại là có bản lãnh tiếp. Ta xem ngươi làm sao tiếp. Một đạo tức giận sau đó, huyết linh tộc lão đại ngang trời một kiếm, tô lên kiếm quang giống như dù sao cũng đạo sét đánh cùng chung nổ tung giống vậy bắn tán loạn ra dài đến ngàn trượng rộng lớn kiếm khí, đâm về phía Diệp Thần ngực, nhân tiện đem ngũ hành linh châu trận tươi ngon mọng nước châu biến thành dòng nước tắc tắc chặt đứt. Phịch, một đạo kịch liệt tiếng nổ truyền ra. Rất nhiều dòng nước vỡ ra, tươi ngon mọng nước châu chán nản trở lại Diệp Thần bên người, bị bắt nhập trong đó. Huyết linh tộc lão đại vẫn còn ở phát lực, đang từ rằng co bằng phẳng giai đoạn, dần dần leo lên, có áp chế Diệp Thần khuynh hướng, kiếm khí rộng lớn, giống nhau như ngân hà nghiêng rơi nhân gian, đột nhiên rơi xuống, trăm ngàn ngôi sao lóe lên, chói mắt lóa mắt, hoảng sợ vô cùng. Bình bịch bịch, phịch, vô số ngọn lửa là kiếm khí nơi chém qua, rối rít nổ tung là một đoàn đoàn màu đỏ tinh thể. Ngũ hành linh châu trận hỏa linh châu vậy chán nản trở lại Diệp Thần bên người. Huyết linh tộc lão đại, một mặt độc chiếm Diệp Thần, một mặt thúc dục kiếm khí, tương trợ tự thân ngưng tụ hư ảnh cự thú công phạt ngũ hành linh châu trận. Liền thật giống như mới vừa rồi, Diệp Thần một tay ngăn cản thượng cổ kiếm trận, một tay chu diệt huyết linh tộc lão tứ vậy. Đế tôn cảnh hậu kỳ, căn bản không có thể tùy tiện ngăn cản. Huyết linh bí cảnh có một vết thương đều bị biến dạng. Để cho Diệp Lăng Thiên, Diệp Lạc Nhi các người hoảng sợ, khiếp sợ ngắm nhìn Diệp Thần. Ai cũng không nghĩ ra bây giờ Diệp Thần lại có thể ngăn cản đế tôn cảnh cường giả nhất kích. Cái này nói ra chỉ sợ cũng không có ai sẽ tin. Nhưng là Mạc Ninh nhưng là một mặt ưu sầu. Nàng không khiếp sợ, ngược lại có chút sợ hãi. Ngũ hành linh châu trận, đã bị bại hai cây. Nếu như còn dư lại ba viên vậy xảy ra chuyện. Diệp Thần sẽ phải chịu vô cùng điên cuồng cắn trả. Đến lúc đó có thể hay không còn sống đều là vấn đề. Diệp Thần tự nhiên cũng là cảm nhận được thân thể khác thường, nước lửa hai cây mạnh nhất linh châu bị bại, cửu u thí thiên súng lập tức phóng lên cao, vạn đạo súng cương nổi lên, vô số sáng lạng ánh sáng rực rỡ và ma khí bung ra, tạo thành từng tờ một lưới lớn, mưu toan chiếm đoạt hết thảy. Ung ung, Bạch Hổ và Chân Long đụng vào cửu u thí thiên súng trên. Tiểu hoàng cũng là không để ý hết thảy vọt ra, miệng to như chậu máu bên trong ẩn chứa đỏ xanh hai đạo hơi thở, sắc bén màu máu răng nanh, vượt qua rất nhiều thủy thú, cắn một cái ở huyết linh tộc lão đại trên cánh tay. Nghiệt xúc, huyết linh tộc lão đại cánh tay chấn động một cái, sáng bóng sáng chói, trực tiếp đem tiểu hoàng đánh bay ra ngoài. Tiểu hoàng lần này tiến hóa cuối cùng không quá ổn định. Coi như bây giờ có đế tôn cảnh thực lực, trước đây vậy bị thương. Lại đối mặt cường giả như vậy, hiển nhiên không có như vậy ung dung. Mấu chốt Diệp Thần còn phát hiện tiểu hoàng vậy màu đỏ con ngươi lại đã có chút ảm đạm. Giữa không trung, tiểu hoàng thân thể một chuyển, miễn cưỡng ổn định thân thể, nó trong mắt cực kỳ lạnh như băng, móng tay tốt hơn xem loài người vậy bắt pháp quyết. Đồ sộ há miệng một cái, lại bắn ra rất nhiều huyết kiếm. Lão con lừa ngốc, nếu như lão tử tiến hóa đến cao cấp nhất đừng, người nào có tư cách đụng chạm ta. Hôm nay ta cho dù chết, cũng sẽ không để cho ngươi tổn thương chủ nhân. Tiểu hoàng trong con ngươi chỉ có kiên quyết. Không biết tự lượng sức mình, một đầu súc sinh mà thôi, còn muốn ngăn trở ta, ngươi và lão nhị đánh một trận, chỉ sợ cũng đã tổn thương nguyên khí nặng nề, bây giờ đối mặt trạng thái tột cùng ta, còn muốn cứu thằng nhóc kia. Ngươi và thằng nhóc kia như nhau buồn cười, ta sẽ đem các ngươi hai tên súc sinh cùng chung đưa vào địa ngục. Vĩnh sinh trọn đời không được siêu sinh. Phịch, huyết linh tộc lão đại quay đầu một kiếm, thiên thiên kiếm khí như mưa sao rơi vậy ùn ùn kéo đến rơi xuống, phai mở huyết kiếm, lại là trước sau từng cái xuyên thủng tiểu hoàng thân thể, vô số máu tươi tự nhiên ra. Phịch, tiểu hoàng rớt rơi trên mặt đất, đập được mặt đất rạn nứt ra. Nó khó khăn lắm bỏ dậy, một ngụm máu tươi sau đó phun ra, toàn thân cao thấp xương đoạn được 7-8 phần, khó đi nữa lấy có lực tương trợ Diệp Thần.
Tiểu Hoàng, Diệp Thần hai mắt đỏ như máu, chợt ngăn ở Tiểu Hoàng trước mặt, chỉ tay nứt ra ra tia chớp chồng lên quyền ảnh, từng đạo đánh ra, cũng có hủy thiên diệt địa thế. Diệp Thần và Tiểu Hoàng từ vừa mới bắt đầu tiếp xúc, đến nhận chủ, lại đến bây giờ, bất chi bất giác bên trong, hai người liên lạc càng phát ra sâu. Đã không đơn thuần là nhận chủ quan hệ, mà là tay chân tình. Ở hắn trong mắt, Tiểu Hoàng là trọng yếu nhất bằng hữu, mà không phải là một con yêu thú. Ha ha, một đầu xúc sống chết, tiểu xúc sinh, bây giờ đến phiên ngươi. Đổi mới nhanh nhất không sai đọc, mời phỏng vấn www.com điện thoại di động mời phỏng vấn, com. Ngươi mới hư vương cảnh, có thể cùng lão phu chiến thành như vậy, đủ để tự hào. Một kích tối hậu, lão phu tự mình đưa ngươi lên đường đi. Huyết linh tộc đại trưởng lão ánh mắt miệt thị trong, toát ra hằng cổ đạo uẩn, lực lượng toàn thân vận chuyển ra, sau lưng hiện ra một mặt sơn hà, biển máu cùng kiếm quang tương hợp, sẽ cùng sơn hà tương hợp, bộc phát ra một cổ không có gì sánh kịp sáng bóng, quét qua hết thảy. Oanh oanh oanh, oanh, từng đạo tiếng nổ tung truyền ra, giống như dây pháo vậy liên miên bất tuyệt. Không trung rất nhiều đao gió vỡ ra, gió linh châu cũng không khỏi không chán nản trở lại Diệp Thần bên người. Đến đây, bốn cái linh châu ảm đạm thất sắc, căn bản không cách nào ngăn trở thế công. Một quả cuối cùng tâm trận, thổ linh châu, có hậu thổ đất đai khả năng, hóa thành một phiến thái cổ màu vàng tấm thuẫn, lưu chuyển vô tận đạo uẩn và trật tự xích thần, ngăn cản ở Diệp Thần trước người. Một đạo kịch liệt tiếng vang truyền ra. Thái cổ màu vàng tấm thuẫn nổ bể ra, vô số bụi đất tung bay, hậu thổ đất đai khả năng, căn bản không ngăn được sáng bóng. Thổ linh châu cũng không khỏi không chán nản trở lại Diệp Thần bên người. Năm màu linh châu lần lượt tháo chạy, huyết thất dạ cho Diệp Thần lực lượng toàn bộ biến mất. Duy nhất dựa vào cũng không có. Diệp Thần cảm giác tùy thời có thể ngã xuống. Hắn quá mệt mỏi. Mệt mỏi đến cơ hồ phải ngủ. Diệp Thần nhìn một cái Tiểu Hoàng run rẩy và chảy máu thân thể, nổi giận gầm lên một tiếng, cửu u thí thiên súng, tới. Hắn thể muốn hợp lại hết tất cả toàn lực. Tổn thương Tiểu Hoàng người, hắn phải giết. Bỏ mặc mạnh bao nhiêu? Bỏ mặc trả giá cao gì? Diệp Thần tay cầm cửu u thí thiên súng, máu tươi ngưng tụ, huyết long bàn lượn quanh, vô tận ma khí phóng thích, điều động lực lượng toàn thân, hai cánh tay chấn động một cái. Muôn vàn súng cương đều xuất hiện, đem thương khung che đậy, đất đai biến dạng, khiến cho được chung quanh hết thảy tấc nứt từng khúc nứt ra, lẫn nhau kết thành trận pháp, ngăn cản ở trước người. Diệp Thần mắt thấy sắp đến hủy diệt sáng bóng, thầm nghĩ, phải được ngăn trở. Huyết linh tộc lão đại một kích này, là bí thuật. Cực kỳ cường đại bí thuật, phải ngăn trở, nếu không ta có bầu chết đạo uẩn nguy hiểm. Oanh oanh oanh, oanh oanh. Vô tận hủy diệt sáng bóng hoa nhảy tới, đem súng cương giết được tấc nứt từng khúc nứt ra, vô số dư âm lan truyền ra. Xa xa, Mạc Ninh, Kỳ Thư Thanh, Diệp Lạc Nhi và Diệp Lăng Thiên các người, rối rít cảm nhận được cái này cổ hủy diệt tính lực lượng đánh vào, sắc mặt tất cả ảm đạm thất sắc. Phốc, Diệp Thần phun ra một ngụm máu tươi, súng cương toàn bộ bể tan tành. Cuối cùng vẫn là chênh lệch quá xa. Cửu U Thí Thiên súng mặc dù trực tiếp vặn vẹo, đem Diệp Thần bảo vệ, vẫn như cũ để cho không thiếu hủy diệt sáng bóng thấm vào, đem Diệp Thần đánh trọng thương. Diệp Thần ngóng về nơi xa xăm, gần như thoi thóp, hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua nằm dưới đất Tiểu Hoàng, lại trước mắt căn bản không thấy được giới hạn hủy diệt sáng bóng, trong đầu nghĩ chẳng lẽ ta ngày hôm nay phải bỏ mạng ở chỗ này. Cái này cổ hủy diệt sáng bóng, không giống cảnh giới người không thể ngăn cản. Cho dù chiến lực đến gần đế tôn cảnh, nhưng không có đế tôn cảnh hậu kỳ thực lực, vậy tuyệt đối không đỡ được. Diệp Thần thậm chí cảm thấy chết. Giữa lúc giờ phút này, luân hồi mộ địa bên trong, một cái bia đá đột nhiên tỏa sáng sáng bóng, kịch liệt run run, không có gì sánh kịp khí cơ hoán phát ra, thật giống như thiên địa chỗ sinh, phối hợp độn ra mở như nhau, cái này cổ khí cơ hội mãnh liệt cực kỳ, thậm chí đạt tới để cho người sẽ không tự chủ được quỳ xuống trình độ. Huyết thất giả. Tiền bối, người nguyện ý ra tay. Diệp Thần thần sắc kích động, mới mộ bia mở ra, ý nghĩa lại có một tôn cường giả đi ra. Huyết thất giả, tất nhiên muốn so với trước mặt cường giả lợi hại, giải quyết huyết linh tộc lão đại, hẳn không nói ở đây. Oanh!
Mộ bia mở ra, một tôn hơi thở cực kỳ kinh khủng to lớn người đàn ông đi ra. Vèo. Một đạo huyết quang từ Diệp Thần trong cơ thể bay ra, vị kia to lớn người đàn ông đổi thành ngút trời khí cơ, sau lưng cho thấy một vòng thanh thiên, một vòng nửa đêm, một vòng ban ngày, ba loại thiên địa dị tượng đồng thời mở ra hiện ra, không có gì sánh kịp hủy diệt cùng sinh tồn khí cơ, không tương bài xích, ngược lại hỗ trợ lẫn nhau. Hắn vung tay lên, tam luân thiên địa dị tượng cùng ra, mạnh mẽ khí cơ trực tiếp phá hủy tới đánh hủy diệt sáng bóng. Tình huống gì? Ngươi là ai? Huyết linh tộc lão đại nhìn trước mặt dị tượng và đạo thân ảnh kia, cảm thấy uy hiếp. Mình chí cường nhất kích lại có thể bị dễ dàng như vậy phá hủy. Làm sao có thể? Hắn theo bản năng lui về phía sau một bước, trợn to hai mắt, hoảng sợ hỏi, đế tôn cảnh đỉnh cấp. Đây là đế tôn cửu trọng. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi hỏi ta là ai? Ta nói cho ngươi, ta là huyết thất giả. Ta vốn không muốn nhúng tay, nhưng là ngươi động không nên động người. Người này là chúng ta hy vọng, thiên đạo cũng không có tư cách dung chuyển. Huống chi ngươi cái này huyết linh tộc con kiến hôi. To lớn nam người thần sắc bình thản, không chút nào đem huyết linh tộc lão đại để ở trong mắt. Hắn tay trái ngưng tụ ra một chuôi thần kiếm, kiếm quang xèn xoẹt, chiếu sáng thiên địa trên dưới, một phiến thông minh. Kiếm quang kết hợp tam luân thiên địa dị tượng. Hướng huyết linh tộc lão đại nghiền ép ra. Ngay lập tức gian, kiếm quang cuộn sạch tinh hán, thần mang trói lọi mười hoang. Huyết thất dạ một kiếm sử dụng, bốn phương vân động, bát phương bưng thải cộng đẩy tam luân thiên địa dị tượng ra, tiếp liên kích phá biển máu và huyết linh tộc thần vương dị tượng, đem huyết linh tộc lão đại đánh ra trăm mét ra ngoài, một kiếm khả năng đánh cho bị thương đế tôn cảnh hậu kỳ huyết linh tộc lão đại. Bỏ mặc ngươi là ai? Ngày hôm nay tiểu xúc sinh này ta là giết định. Huyết linh tộc lão đại mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng là cũng không thể thất lạc huyết linh tộc mặt, hắn cầm kiếm vạch ra sao chổi vậy ánh sáng, 10 mét khối hoành cuốn bưng thải vạn điều, một phiến phiến mây đỏ tách thả ra ra, sáng lạng như khói, không thể ngăn trở sát thế lan tràn ra, như sóng gió kinh hoàng vậy, một tầng mạnh mẽ một tầng, mãnh công đã qua. Oanh oanh oanh, oanh oanh, hai bên va chạm chung một chỗ. Dư âm chấn nhiếp thiên địa trên dưới. Nhưng là kết quả lại là quá rõ ràng. Huyết thất dạ một bước không nhúc nhích. Mà huyết linh tộc lão đại nhưng là trào máu đổ bay, căn bản không phải đối thủ, mặc dù chỉ so với huyết thất dạ thấp mấy tầng thứ, nhưng một tầng nặng một tầng, kém một tầng, liền kém một cái thiên địa khoảng cách. Ở đụng chạm trong nháy mắt kia, hắn tựa như cảm thấy tử thần. Huyết linh tộc lão đại so người bất kỳ đều biết. Mình căn bản không phải tên này đối thủ. Mấu chốt tên này tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Ngươi rốt cuộc là ai? Lấy ngươi thực lực hoàn toàn có thể gia nhập huyết linh tộc, cái này Côn Lôn hư căn bản không thích hợp ngươi. Chỉ cần ngươi gật đầu, ta có thể giúp ngươi thành làm cho này Côn Lôn hư nắm giữ. Huyết linh tộc lão đại mở miệng nói. Hắn không có lựa chọn, phải ổn định cái này đại năng, nếu không... Hắn liền mạng sống tư cách cũng không có. Gia nhập huyết linh tộc. Huyết thất dạ đột nhiên cười, cười vô cùng lớn tiếng, trên người hắn trường bào bay lượn. Sau lưng dị tượng lại là không ngừng bùng nổ uy thế. Toàn bộ huyết linh bí cảnh cũng không chịu nổi. Ngươi cười cái gì? Huyết linh tộc lão đại lạnh lùng nói. Nghe được câu này, huyết thất dạ nụ cười đột nhiên hơi ngừng. Hắn một bước bước ra, vô tận uy thế trực tiếp oanh tạc. Huyết linh tộc lão đại tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Huyết linh tộc lão đại chưa bao giờ nghĩ tới, mình sẽ có chật vật như vậy một ngày. Đổi mới nhanh nhất không sai đọc, mời phỏng vấn www.com điện thoại di động mời phỏng vấn. Com. Huyết thất dạ trong mắt như hàn tinh, môi khẽ nhếch, một đạo tựa như đến từ 9 tầng trời ngân hà thanh âm chậm rãi rơi xuống. Huyết linh tộc ở ta trước mặt coi là cái gì? Nếu như không phải là năm đó ta khinh thường, ta làm sao có thể sẽ bị những cái kia xúc sinh khó khăn. Bắt đầu từ hôm nay, ta huyết thất dạ đệ tử quan môn Diệp Thí Thiên, đem sẽ giết hết đám kia xúc sinh. Ngươi huyết linh tộc chỉ sẽ là bắt đầu. Huyết linh tộc lão đại lần nữa khạc ra một ngụm máu tươi, lực sóng âm này thật đáng sợ, hắn căn bản không có tư cách ngăn trở. Giết sạch huyết linh tộc, những lời này nếu như từ người khác trong miệng nói ra. Hắn căn bản không tin. Nhưng là từ huyết thất dạ trong miệng,
hắn không thể không tin. Hắn vậy rốt cuộc rõ ràng cái đó mang mặt nạ tiểu tử thân phận. Diệp Thí Thiên, người này là huyết thất dạ học trò, nếu như không chết hiểu, sau này thực lực tuyệt đối còn kinh khủng hơn. Hắn phải chạy trốn, sau đó ẩn núp. Một năm rưỡi bên trong phải nghĩ biện pháp liên lạc với huyết linh tộc những người đó. Nếu không tuyệt đối vô cùng hậu hoạn. Huyết thất dạ lão đầu lớn nhanh chóng chuyển động. Hắn không do dự nữa, thân thể đốt đốt. Cháy máu tươi và tu vi, thi triển huyết linh tộc mạnh nhất chạy thoát thân bí thuật. Hắn ngay tức thì hóa là một đạo ánh sáng, chui xuống dưới đất, biến mất không gặp. Cùng trong chốc lát, đạo tia sáng này từ lòng đất chui ra, lại xuyên qua trước bị thương huyết linh tộc lão nhị. Người sau thân thể tại chỗ nổ tung. Đại ca ngươi tại sao phải giết ta? Huyết linh tộc lão nhị căn bản không phản ứng kịp, hắn cũng không nghĩ ra sẽ là cái kết quả này. Mình cuối cùng chết ở huyết linh tộc cường giả trong tay. Ở hắn trước khi chết, vậy đạo quang lần nữa hồi xuống đất, truyền đến thanh âm lạnh như băng, bởi vì cái thế giới này, trừ chính ta, cũng không ai có thể tin. Chỉ có người chết mới có thể coi giữ huyết linh tộc bí mật. Còn nữa, huyết thất dạ, Diệp Thí Thiên, ta nhớ các ngươi tên. Ngày khác ta nhất định sẽ đem các ngươi tự tay tru diệt. Huyết thất dạ ánh mắt lạnh nhạt nhìn lướt qua biến mất huyết linh tộc lão đại cùng với vậy tia máu sương mù, hắn khóe miệng phác họa một đạo nụ cười, cũng không có truy đuổi, ngược lại ôm lấy Diệp Thần. Diệp Thần trong mắt mở ra, kích động nói, huyết tiền bối, vậy chạy trốn huyết linh tộc. Huyết thất dạ lắc đầu một cái, người này không gấp trước giết, hắn đối với chúng ta còn hữu dụng, dưới mắt trọng yếu nhất chính là ngươi thương thế. Nhắm mắt lại, ta mang ngươi đi chữa thương. Không cho Diệp Thần trả lời quyền lợi, huyết thất dạ liền ôm Diệp Thần đi tới huyết linh tộc tàng bảo trong động, trực tiếp cho Diệp Thần cùng với tiểu hoàng chuyển vận công lực, cũng đối với Diệp Lăng Thiên, Kỳ Thư Thanh, Mạc Ninh đám người nói, nơi đây là huyết linh tộc hang núi, có các loại tài nguyên và võ, các ngươi ở chỗ này tu luyện, rất nhanh liền có thể đột phá. Cảm ơn tiền bối. Cảm ơn tiền bối. Mạc Ninh, Kỳ Thư Thanh, Diệp Lăng Thiên và Diệp Lạc Nhi rối rít bái tạ. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần tỉnh hồn lại, hắn cảm giác trên mình truyền tới cực mạnh cảm giác đau đớn. Cũng may loại này đau đớn không có kéo dài quá lâu, hắn đứng lên, ánh mắt đảo mắt nhìn chung quanh, phát hiện chung quanh đều là bích hỏa. Mấu chốt trong sơn động này linh khí cực kỳ quỷ dị. Mình trong cơ thể ẩn núp huyết mạch tựa như đang điên cuồng hấp thu. Nơi này là... Diệp Thần trợn to mắt mâu, mới vừa mở miệng. Một giọng nói chính là truyền tới. Thằng nhóc, ngươi không cần phải để ý đến nơi này là nơi nào, huyết linh bí cảnh kéo dài không được quá lâu, ngươi dưới mắt cố gắng đột phá. Hư vương cảnh có thể xa xa không đủ. Diệp Thần biết đây là huyết thất dạ thanh âm, hắn gật đầu một cái, cũng không nói nhảm, trực tiếp ngồi xếp bằng bắt đầu đột phá. Lần này, hắn muốn bước vào đạo nguyên cảnh. Huống chi, cái này huyết linh tộc chặt chẽ động bên trong. Để gặp nạn lấy tính toán linh dược. Huyền linh thảo, trăm người máu nhân sâm, thiên hòa gỗ sam đợi một chút, mọi thứ đều là lấy ngàn hàng năm phần tính toán linh dược, khó có thể tưởng tượng huyết linh tộc cái này 6 người ở huyết linh trong bí cảnh săn giết nhiều ít tiến vào thiên tài, mới đoạt được như thế nhiều linh dược. Dĩ nhiên, Hàn Vân không cách nào lại nắm trong tay bọn họ, vậy đưa đến bọn họ dần dần đổi khách thành chủ, từng bước một chiếm cứ huyết linh bí cảnh. Huyết thất dạ ở trong bóng tối nhìn một cái Diệp Thần, cuối cùng cũng là hóa thành một đạo huyết quang, tụ vào Diệp Thần trong cơ thể, trở lại luân hồi mộ địa. Thằng nhóc, nơi này linh dược, đan dược, đủ ngươi đột phá hư vương cảnh, bước vào đạo nguyên cảnh. Huyết linh tộc lão đại, ta đã đem hắn bị thương nặng, làm sao ở bên ngoài dừng lại càng lâu, ta tiêu hao càng lớn. Cho nên, ngươi đột phá cảnh giới sau đó, cần mau sớm đi chém chết hắn, để tránh hậu hoạn. Dẫu sao phản nghịch Côn Lôn hư hoàng gia, có thể trợ giúp hắn. Huyết linh tộc lão đại, mặc dù uống đan dược, khôi phục chiến lực. Nhưng dẫu sao bị huyết thất dạ bị thương nặng, cả người tu vi rất miễn cưỡng bị đánh rớt 80%. Bây giờ, hắn tới hơn tương đương với đế tôn cảnh tầng 1 tầng 2 ngày thực lực, chạy không được bao xa. Đợi đến Diệp Thần lên cấp đạo nguyên cảnh, cầm Trảm Long Vấn Thiên Kiếm và Cửu U Thí Thiên Súng. Từ đem giết liền. Ta biết, Diệp Thần thần sắc lãnh khốc, hoàng gia ban đầu phản nghịch Côn Lôn hư,
dẫn huyết linh tộc tiến vào Côn Luân hư, ta thế tất yếu đem bọn họ tịch thu tài sản diệt tộc, bỏ mặc từ đảm nhiệm nguyên nhân gì, cái này cùng phản nghịch gia tộc, đều không nên cất ở đây trên đời. Trước giết huyết linh tộc đại lão, lại diệt hoàng gia. Mạc Ninh nghe được động tĩnh, từ trong bóng tối đi ra, mở miệng nói, mộ chủ, thân thể ngươi như thế nào? Diệp Thần lắc đầu một cái, không có sao. Mạc Ninh cảm giác được Diệp Thần trên người sát ý, tiếp tục nói, mộ chủ, lấy ngươi hôm nay tu vi, đột phá tới đạo nguyên cảnh sau đó, đánh chết đế tôn cảnh tầng một người, không nói ở đây. Chu diệt huyết linh tộc đại lão và hoàng gia sau đó, cũng nên bắt tay chuẩn bị một năm rưỡi sau chuyện. Một năm rưỡi sau đó, đến Côn Lôn hư huyết linh tộc cường giả, ắt phải đều ở đây đế tôn cảnh trên, người cần nhanh lên tăng lên tới đế tôn cảnh. Đế tôn cảnh đối với Côn Lôn hư mà nói, đã là đứng đầu chiến lực. Nhưng đối với huyết linh tộc mà nói, cũng chính là trong cùng chiến lực, phổ thông chiến lực đợi một chút, đế tôn cảnh ở huyết linh tộc, tương đương với cấp thấp cảnh giới ở Côn Lôn hư, cho nên Diệp Thần nhất định phải mau sớm tăng lên cảnh giới. Nếu không một năm rưỡi sau đó, chân chính huyết linh tộc cường giả hạ xuống, tự có mật pháp tra ra Diệp Thần làm hết thảy. Đến lúc đó, Diệp Thần nếu không cách nào ngăn trở, thì hẳn phải chết. Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, đi ra bên ngoài, chính là phát hiện Diệp Lăng Thiên, Kỷ Tư Thanh các người cũng đang đột phá. Mấy người mở mắt ra, mới vừa muốn nói cái gì, Diệp Thần dẫn đầu nói. Tin tưởng, huyết linh tộc mấy cái lão thất phu mà nói, các ngươi đều nghe được. Gió bão ở một năm sau đến, các ngươi nhất định phải mau sớm tăng lên tu vi, nếu không đến lúc đó liền con chốt thí đều không tư cách làm. Điện chủ, Diệp Lăng Thiên ôm quyền nói, ta nhất định tăng lên thực lực, tương trợ điện chủ, tuyệt không phụ lòng điện chủ kỳ vọng. Diệp tiên sinh, ta cũng sẽ cố gắng tu luyện, ta nhất định phải tru diệt những cái kia đáng giận huyết linh tộc người. Diệp Lạc Nhi tức giận. Nếu không phải mới vừa rồi Diệp tiên sinh khổ cực chiến đấu, mình sợ rằng đã gặp phải huyết linh tộc ông lão độc thủ. Thù này, phải được báo. Nhất là, huyết linh tộc mỗi trăm năm làm nhục Côn Lôn hư một lần, phải nợ máu trả bằng máu. Diệp Thần khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ, hắn biết Diệp Lạc Nhi thân phận chân chính, cũng biết Diệp Lạc Nhi có thể là đối phó huyết linh tộc mấu chốt, cũng biết Diệp Lạc Nhi phụ mẫu ở huyết linh tộc địa vị nhất định không thấp. Có thể mấu chốt, kết quả như thế nào mượn Diệp Lạc Nhi tay tiêu diệt huyết linh tộc đâu. Đến khi tru diệt một năm rưỡi sau nhóm kia cường giả, mình cũng nên đi thăm dò luân hồi mộ địa chân chính tồn tại. Từ mạnh hơn chủng tộc nơi đó, cụ thể rõ ràng huyết linh tộc mạnh mẽ, cùng với Diệp Lạc Nhi phụ mẫu thân phận, đến lúc đó lại tìm cách. Ngay tại Diệp Thần nghĩ rõ ràng hết thảy thời điểm, một đạo xinh đẹp ảnh đi lên. Chính là Kỷ Tư Thanh. Kỷ Tư Thanh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần trên mặt nạ, nghi ngờ trong lòng càng ngày càng lớn. Mới vừa rồi đánh một trận, rung động nàng vậy lâu không gợn sóng lòng. Thành tựu nữ sinh giác quan thứ 6, nàng cảm giác trước mặt Diệp Thí Thiên, một đặt ở nơi nào gặp qua. Lớn nhất đối tượng hoài nghi chính là Diệp Thần. Rất nhiều cái ngay tức thì, nàng thậm chí cảm thấy Diệp Thí Thiên chính là Diệp Thần. Nàng bây giờ cần một cái đáp án. Diệp Thí Thiên, ta hỏi ngươi vấn đề. Ngươi và Diệp Thần là quan hệ như thế nào? Kỷ Tư Thanh tiến lên, chán gian toát ra một cổ thần sắc quái dị, làm sao xem Diệp Thí Thiên đều cảm giác và Diệp Thần rất giống, mấu chốt Diệp Thần trên thế tục cũng là điện chủ. Điện chủ cái này hai chữ chẳng lẽ là hoa hạ cách gọi? Không thể nào. Chẳng lẽ? Diệp Thần là Diệp Thí Thiên đệ đệ. Bọn họ hai người là huynh đệ. Như bọn họ hai người là huynh đệ, kết quả là người phương nào dạy dỗ ra như thế lợi hại huynh đệ. Một cái trải qua 5 năm, nghịch thiên trở về, chiến lực ngút trời. Một cái quả quyết sát phạt, có thể nói sát thần, thậm chí liền đế tôn cảnh huyết linh tộc ông già, cũng có thể nghịch thiên đánh giết, như vậy các loại, để cho Kỷ Tư Thanh nghi hoặc không thôi. Trước đây, Kỷ Tư Thanh còn cảm thấy Diệp Thí Thiên uy hiếp đến mình. Nhưng là bây giờ... Mình căn bản không cách nào ngăn cản huyết linh tộc ông già, nhưng tiếp liền chết thảm ở Diệp Thí Thiên trong tay. Nàng đã sớm không có phát giác được Diệp Thí Thiên uy hiếp được mình, ngược lại là cảm thấy Diệp Thí Thiên cực kỳ kinh khủng, thế nhưng phần cảm giác quen thuộc, cũng để cho nàng khó mà nhắc tới chiến ý. Diệp Thần ngẩn ra, diễn cảm có chút cổ quái. Vẫn là bị phát hiện.
hắn rất rõ ràng, càng về sau, vượt không cách nào giấu giếm. Kỷ Tư Thanh rất thông minh, coi như bây giờ mình lại hủy bỏ, đối phương cũng là sẽ phát hiện. Còn không bằng nói thẳng ra sự thật. Ngươi thật muốn biết. Diệp Thần nói. Kỷ Tư Thanh gật đầu một cái, Diệp Thí Thiên, người ta mặc dù không có quá lớn liên quan, nhưng là thành tựu vào sanh ra tử đồng bạn, chẳng lẽ lại không thể biết người dưới mặt nạ mặt. Nếu như ngươi không hy vọng ta biết, ta không bắt buộc ngươi, ta sẽ chọn rời đi. Kỷ Tư Thanh thanh âm nhàn nhạt rơi xuống. Diệp Thần lắc đầu một cái, bước ra một bước, hai tròng mắt ngưng mắt nhìn Kỷ Tư Thanh, thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên. Cảm ơn ngươi những năm này, một mực bảo vệ ta. Sau này, liền do ta tới bảo vệ ngươi đi. Kỷ Tư Thanh nghe nói như vậy tiếng nói, con ngươi trợn to, nàng nghĩ tới điều gì, mới vừa muốn nói chuyện, Diệp Thần nhưng tiếp tục nói. Ta chính là Diệp Thần. Đồng thời, ta cũng là Diệp Thí Thiên. Diệp Thần biết không có tiếp tục giấu tiếp cần thiết, trực tiếp lấy xuống mặt nạ, thần giác phác họa nụ cười, nói, Diệp Thần là ta, Diệp Thí Thiên cũng là ta. Cái gì? Kỷ Tư Thanh thần sắc hoảng sợ, liền vội vàng che môi anh đào, lui về phía sau hai bước, cả kinh nói, người nói là, nghịch thiên trở về, cùng cảnh nước tiên sinh lập được sống chết cục Diệp Thần là ngươi. Quả quyết sát phạt, nghịch thiên xóa bỏ đế tôn cảnh huyết linh tộc ông già, để cho Hàn Vân tiền bối cung kính Diệp Thí Thiên, cũng là ngươi. Diệp Thí Thiên và Diệp Thần là cùng một người. Trời ạ! Khó trách ta cảm giác quen thuộc, khó trách Diệp Lăng Thiên vậy gọi Diệp Thí Thiên là điện chủ. Nguyên lai, Diệp Thí Thiên và Diệp Thần là cùng một người, nhưng cái này phần chiến lực và bối cảnh, vậy quá kinh khủng đi. Kỷ Tư Thanh không cách nào tưởng tượng. Cái đó một mực bị nàng bảo vệ phế vật lại bất chi bất giác thành tăng đến tình cảnh này. Hư vương cảnh liền có thể đối kháng đế tôn cảnh. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Hô hấp của nàng dồn dập, ngược lại là không ngừng phập phồng. Hết thảy liên hệ. Nàng đã sớm nên phát hiện. Diệp Thí Thiên giết người, cơ hồ đều và Diệp Thần có liên quan. Hơn nữa Diệp Thí Thiên tại sao phải giúp muội muội Kỷ Lâm? Một cái quả quyết sát phạt hạng người làm sao có thể sẽ lòng tốt như vậy? Diệp Thần dùng một cái tên lại có thể lừa gạt toàn bộ Côn Lôn hư. Sau khi bình tĩnh, Kỷ Tư Thanh nhìn chằm chằm Diệp Thần, mở miệng nói ta bây giờ nên gọi ngươi là gì à? Diệp Thần, Diệp Thí Thiên. Kỷ Tư Thanh nhất thời thẹn thùng chút, khá là ngại quá nhìn Diệp Thần, trong lòng đung đưa gợn sóng. Nàng lẳng lặng ngưng mắt nhìn Diệp Thần, trong lòng thầm nghĩ, ta chỉ là sắp đột phá đế tôn cảnh, vẫn còn đạo nguyên cảnh tầng 9 thiên. Nhưng là, Diệp Thí Thiên hư vương cảnh, lại có thể niết chiến đế tôn cảnh. Lại là nghịch thiên xóa bỏ ba vị đế tôn cảnh, thấp ta một cái cảnh giới lớn, đều có chiến lực như vậy. Hắn tương lai, một khi đến đế tôn cảnh, đem có cường đại dường nào à? Diệp Thí Thiên, Diệp Thần thần giác phác họa nụ cười, nói ta ở huyết linh bí cảnh thân phận là Diệp Thí Thiên, đây chẳng qua là cái thân phận giả mà thôi, ta dĩ nhiên là Diệp Thần. Hắn vẫy tay mang theo mặt nạ, khôi phục lại Diệp Thí Thiên hình dáng, lại nói, nơi đây tài nguyên phong phú, chúng ta trước đột phá đi. Diệp Thần biết Kỷ Tư Thanh có rất nhiều vấn đề, nhưng là huyết linh bí cảnh sắp biến mất, mỗi một phút đều là cực kỳ chân quý. Còn như những cái kia nghi ngờ cùng ra bí cảnh nói sau cũng không muộn, dưới mắt phải cố gắng đột phá. Được, Kỷ Tư Thanh bắt đầu lấy Diệp Thần là người tâm phúc, cùng Diệp Lạc Nhi và Diệp Lăng Thiên, lẫn nhau ngồi ở Diệp Thần sau lưng, bắt đầu uống linh dược đột phá. Diệp Thần tự tay lấy ra ba châu 7.000 năm niên đại trăm người máu nhân sâm, tự mình luyện hóa, lấy trăm người máu nhân sâm dược tính, bắt đầu chui luyện gân cốt, tăng lên lực lượng, hơi thở vậy dần dần tăng cường. Luyện hóa rất nhiều linh dược, hấp thu dược tính, thời khắc này tu luyện cho dù là 45 phút, vậy để được cho ngoại giới mấy chục năm. Linh dược bắt đầu bị luyện hóa sau đó, thả ra linh khí, mật độ thậm chí là ngoại giới trăm lần, ngàn lần chi hơn. Lần trước, tẩy ao rồng một lần đột phá hơn cảnh giới. Lần này linh dược, so với trước đó tẩy ao rồng năng lượng sâu hơn lần, Diệp Thần càng phải một lần hành động đột phá đến đạo nguyên cảnh tầng 3-4. Vì sao là đạo nguyên cảnh, lĩnh ngộ một loại đạo chính là đạo nguyên cảnh. Nhưng mà,
Diệp thần trong cơ thể có luân hồi mộ địa, trăm vị đại năng, vị kia đại năng trong cơ thể đều có rất nhiều nói, trước đây còn chưa tới đạo nguyên cảnh, Diệp thần đã lĩnh ngộ rất nhiều đạo nguyên. Ví dụ như luân hồi ánh sáng, bất diệt kiếm đạo, bất diệt lửa vân, vân, thậm chí còn có lôi thần chi nhãn, phá thiên tam tuyệt thương, vạn kiếm quy tông vân. Vân, bất kỳ một loại đều đủ để cho Diệp thần lập tức đột phá đến đạo nguyên cảnh. Oanh oanh, từng cổ một linh lực hội tụ ở Diệp thần nơi đan điền, tạo thành biến chất. Bất diệt kiếm đạo nở rộ ra, từng cổ một khí tức hủy diệt vần quanh bốn phía, tiến hành biến chất, sâu hơn một tầng. Một canh giờ trôi qua, một cổ viên mãn bất diệt kiếm đạo hiện ra mở, dung nhập vào Diệp thần trong cơ thể. Giờ phút này, hắn hoàn toàn lên cấp đạo nguyên cảnh một tầng, có viên mãn đắc đạo, thuần túy chiến lực trực bức đạo nguyên cảnh tầng 4 tầng 5, phối hợp rất nhiều mật pháp, thậm chí có thể chiến đạo nguyên cảnh 6-7 tầng người. Tiếp tục đột phá. Lần này, phải đến đạo nguyên cảnh tầng 4. Diệp thần lại lấy ra một bụi 7.000 niên đại linh dược, cùng với 20 hơn châu ngàn năm niên đại linh dược, luyện hóa hấp thu linh khí, đã đổi thành là linh lực, lại đối với lôi thần chi nhãn tăng lên. Vạn kiếm quy tông đợi một chút tăng lên. Hô hô hô. Linh khí vờn quanh bốn phía, dần dần tạo thành linh khí nước xoáy, mạnh mẽ trình độ, có thể so với gió bão. Xa xa, bí cảnh vòng ngoài. Không thiếu không dám đến gần tán tu và các tộc thiên tài, rối rít mắt thấy gió bão, mặt xám như cho tàn. Chu Viêm, Hàn gia thiên tài, Vương gia thiên tài đợi một chút, nhìn những thứ này gió bão ánh mắt đờ đẫn nói. Những máu kia linh tộc cường giả, lại có thể đang đột phá. Thanh thế như vậy thật lớn, chỉ sợ là muốn đột phá đế tôn cảnh, đến tầng thứ cao hơn cảnh giới à. Trời ạ, những thứ này bị kẹt ở huyết linh bí cảnh huyết linh tộc tộc nhân, lại có thể đều lợi hại như vậy. Chân chính huyết linh tộc, sợ rằng có nghịch thiên thần uy à. Nơi ranh giới, hoàng gia thiên tài ngược lại châm biếm, mắt nhìn Diệp thần đột phá linh khí gió bão, xem thường nói, trước đây. Cái đó Diệp Thí Thiên còn dám khiêu khích huyết linh tộc các tiền bối. Cái này sẽ, huyết linh tộc các tiền bối đang đột phá, sợ rằng đã sớm đánh chết Diệp Thí Thiên. Lần này đột phá sau khi hoàn thành, chính là Hàn Vân đích thân đến, cũng không phải những tiền bối này đối thủ. Chờ đợi một năm sau huyết linh tộc cường giả chân chính hạ xuống lúc, chúng ta hoàng gia được hơn bắt một ít đế tôn cảnh người, hiến tặng cho huyết linh tộc tiền bối à. Diệp Thí Thiên. Ngoại giới nói hắn là sát thần. Dám sát thần, còn không phải là để cho huyết linh tộc tiền bối chu diệt. Hơn nữa, hẳn là huyết linh tộc tiền bối thu nạp Diệp Thí Thiên huyết khí, đang đột phá, ta có thể muốn chuẩn bị nhiều chút bảo vật đi hiến tặng cho huyết linh tộc các tiền bối. Có lẽ, bọn họ cao hứng liền ban thưởng ta một ít cường đại hơn công pháp. Đến lúc đó, cái gì kỳ tư thanh, cái gì diệp thần, ta hết thảy dẫm ở dưới chân. Vị này hoàng gia thiên tài Hoàng Minh, lúc này hạ lệnh, huyết linh tộc những đại nhân đang đột phá, các ngươi lập tức đi bắt huyết linh bí cảnh những thiên tài khác, thu thập bảo vật, linh dược, chuẩn bị hiến tặng cho xuất quan huyết linh tộc các tiền bối. Nhất là những tán tu kia thiên tài, nhất định phải bắt sống. Huyết linh tộc các tiền bối, thích nhất hút lấy sinh máu người khí để đề thăng thực lực. Ngoài ra, chuẩn bị nhiều chút người phụ nữ, vừa thanh thuần vừa đẹp càng tốt. Đến khi những đại nhân kia sau khi đột phá, ta tự mình đưa qua. Hoàng Minh nhìn chằm chằm huyết linh tộc trong mật động, hình thành linh khí gió bão, một mặt đắc ý ngạo nghễ. Vọng tưởng, những huyết linh tộc này tiền bối, sau khi đột phá mình nhanh chóng đưa lên bảo vật, người đẹp, nhất định có thể được chỗ tốt hơn. Nếu như, hắn biết huyết linh tộc trong mật động đang đột phá chính là Diệp thần đoàn người, cũng không biết là gì phản ứng. Rõ ràng. Công tử, rõ ràng, mấy chục hoàng gia thiên tài, rối rít ôm quyền rời đi, bắt đầu hướng bốn chung quanh tán tu lướt đi. Huyết linh tộc tiền bối à, đây chính là cao vị mặt tiền bối à, cao vị mặt quần cụt có thể khi bị tử xây, dù là bọn họ cao hứng, thưởng chúng ta một ít cặn bã cơm thừa cũng so Côn Lôn hư tuyệt đỉnh thức ăn ngon tốt hơn được hơn à. Làm chó, có vấn đề gì, cho huyết linh tộc tiền bối làm chó. So ở Côn Lôn hư làm rồng đều tốt. Ha ha ha, chớ chạy. Các ngươi là hiến tặng cho huyết linh tộc những đại nhân lễ vật. Lên, mấy chục hư vương cảnh,
thậm chí có đạo nguyên cảnh hoàng gia thiên tài, một trào ra. Trước mắt trên dưới 100 vị tán tu, tuyệt đại đa số đều là hư vương cảnh, cái đừng hư vương cảnh, căn bản không ngăn được như lang như hổ hoàng gia thiên tài, kể cả Chu Viêm ở bên trong vậy bị bắt, bao gồm mấy chục thanh thuần nữ tu, đều là chuẩn bị hiến tặng cho xuất quan, huyết linh tộc các tiền bối, cống phẩm. Rất nhiều gia tộc, Hàn gia, Mạc gia, Chữ gia, Lâm gia đợi một chút cũng chỉ có thể ô hô không thể làm gì, miễn cưỡng bảo vệ người mình không bị người hoàng gia bắt. Bọn họ ngược lại là có đối kháng hoàng gia năng lực, nhưng là ai dám? Đánh chó vậy được xem chủ nhân à, huống chi huyết linh tộc người cái này sẽ trả lại cho đang đột phá, thanh thế lớn như vậy, ai dám à? Trước đây, Diệp Thần nhất chiến huyết linh tộc 6 người, tác chiến phạm vi đều ở đây trình độ nhất định và kiếm trận bên trong, bên ngoài không người biết được. Giờ phút này, Diệp Thần các người đột phá cảnh giới, thanh thế thật lớn, ngoại giới mọi người vậy lấy là huyết linh tộc 6 người đang đột phá cảnh giới. Bên ngoài tán tu, từng cái bị hoàng gia bắt sống. Huyết linh tộc chặt chẽ động bên trong, Diệp Thí Thiên đã đột phá đến đạo nguyên cảnh tầng 2, chiến lực gấp bội, lôi thần chi nhãn lột xác, chiến lực mạnh hơn. Kỷ Tư Thanh đang hướng đế tôn cảnh bước vào. Diệp Lăng Thiên, cũng đã đến hư vương cảnh tầng 8. Diệp Lạc Nhi bởi vì huyết linh tộc huyết mạch, đối với nơi này linh khí ngược lại là hấp thu điên cuồng hơn. Giống như này đất chính là nàng chuẩn bị vậy. Ngay chớp mắt, Diệp Lạc Nhi vậy tiến vào hư vương cảnh, tốc độ tu luyện có thể nói là thật nhanh, chiến lực vậy tăng lên rất nhanh. Huyết linh tộc trong mật động tài nguyên, vượt qua xa cảnh nước tiên sinh tẩy ao rồng, hai người cây bản không phải là một cấp bậc, cho nên mọi người đột phá được vậy rất nhanh, bao gồm Chu Diệt huyết linh tộc 5 người lấy được tử lượng cao bảo vật, thậm chí so Côn Lôn hư bất kỳ một gia môn phái cũng phong phú. Khó có thể tưởng tượng, cái này còn chỉ là huyết linh tộc phái đến Côn Lôn hư chấn giữ người làm. Oanh oanh oanh, oanh oanh, bên trong sơn động bên ngoài, linh khí gió bão càng lớn mạnh mẽ, mở rộng đến đường kính mấy trăm thước trình độ. Rất nhiều linh dược luyện hóa sau sinh ra linh khí, khiến cho được chu vi linh khí mật độ trình độ một lần nhảy vọt ngàn lần, nhưng là không một người dám can đảm dừng lại tu luyện, cũng sợ huyết linh tộc ông già, rất sợ một cái lòng tham, cả gia tộc bị diệt. Lại qua đi 7-8 giờ. Diệp Thần lên cấp đạo nguyên cảnh 3 tầng. Diệp Lăng Thiên ở như vậy không khí hạ, vậy lên cấp đến đạo nguyên cảnh 1 tầng, lĩnh ngộ một loại kiếm đạo. Diệp Lạc Nhi lên cấp hư vương cảnh tầng 7, Kỷ Tư Thanh cũng được công bước vào đế tôn cảnh ngưỡng cửa, đang vững chắc cảnh giới. Giờ phút này, cảnh giới cao nhất là Kỷ Tư Thanh, nhưng luận chiến lực, nhiều ít cái Kỷ Tư Thanh cộng lại cũng không phải Diệp Thần đối thủ. Kỷ Tư Thanh đột phá đến đế tôn cảnh, thành công bước vào ngưỡng cửa, nắm giữ một cổ đặc thù trật tự xích thần lực, có kiếm gãy sông lớn, quyền diệt Thái Sơn khả năng, đã tiến vào đời này cảnh giới tối cao một trong. Đi lên tầng 8, thẳng đến đế tôn cảnh tầng 9, cần trước đem trật tự xích thần lực, tu đến đỉnh cấp, là được đột phá. 3.000 năm trước, chàng đại chiến kia, Côn Lôn Hư đi vực ngoại đánh một trận người, biết bao chi hơn, trong đó tuyệt đại đa số cũng bước chân vào đế tôn cảnh trên cao nhất cảnh giới, nhưng cũng thảm bại, bị giết, bị bắt. Đã từng đế tôn tầng 8 ngày Hàn Vân, cũng chỉ là tiểu lâu la. Có thể gặp, con đường tu luyện không chừng mực. Đế tôn cảnh trên còn có cảnh giới cao hơn, chỉ sợ không chỉ một. Kỷ Tư Thanh đem đạo lực dung nhập vào trật tự xích thần trong, thượng cần một đoạn thời gian. Mọi người bế quan tu luyện, đột phá cảnh giới tới nay, tiểu hoàng vậy uống rất nhiều linh dược, chữa khỏi thương thế trên người, thậm chí tiến hơn một bước, kinh khủng huyết mạch, huyết khí, có thể so với đế tôn cảnh người trong, không kém chút nào. Còn như Diệp Lạc Nhi, nguyên bản chính là huyết linh tộc người trong. Nơi đây lưu được lớn hơn tài nguyên, linh dược đều đã bị huyết linh tộc 6 người, luyện biến thành huyết linh tộc vật, đối với nàng tu luyện, ngược lại tốt hơn. Diệp Lạc Nhi không cách nào tu luyện Côn Lôn hư công pháp, khó mà tiêu hóa Côn Lôn hư linh dược, nhưng là tiến vào nơi đây, giống như cá xuống sông biển, tấn thăng tốc độ thật là so tên lửa thăng thiên cũng sắp, âm thầm tu luyện Diệp Lăng Thiên cũng tự thẹn không bằng. Lại là 4 tiếng đã qua, linh khí gió bão từ từ nhỏ dần. Diệp Lạc Nhi đã tiến vào đạo nguyên cảnh 1 tầng. Diệp Lăng Thiên vậy tiến vào đạo nguyên cảnh 3 tầng. Diệp Thần hai tay bắt pháp quyết,
trong cơ thể linh khí sinh ra một vòng mới biến chất, bất diệt kiếm đạo diễn sinh ra khác một cái hủy diệt kiếm đạo. Bất diệt cùng hủy diệt, nguyên bản tương bài xích, giờ phút này nhưng là bổ sung lẫn nhau thành, uy lực một người nữa lên nấc thang. Bất diệt kiếm đạo cùng hủy diệt kiếm đạo, uy năng vẫn còn ở lôi thần chi nhãn trên, sánh vai phá thiên tam tuyệt thương, uy năng vô cùng. Coi như, Diệp Thần đã có ba loại nói, trong cơ thể linh lực dư thừa, tu vi một lần xông phá đến đạo nguyên cảnh tầng 4, thuần túy chiến lực so với mới vừa rồi mạnh đại khái gấp mấy lần hơn, không dựa vào bất kỳ đại năng và những lực lượng khác, nhất chiến đế tôn cảnh một tầng, không nói ở đây. Hô hô hô, lần này đột phá nhanh hơn, ta thực lực đại tăng, cũng nên trở về tìm cảnh nước và hình thiên đan tôn, tính sổ một chút. Diệp Thần nghiêng người vừa thấy, lại xem một chút ma linh khí nước xoáy, liền nói, chúng ta trước tu luyện 2 giờ, vững chắc cảnh giới sau liền đi ra ngoài, trước chu diệt vậy chạy trốn huyết linh tộc lão đại, lại diệt huyết linh trong bí cảnh tất cả người hoàng gia. Hoàng gia, loại này chó vậy gia tộc, từ trên xuống dưới cũng không có ý nghĩa tồn tại. Dám can đảm làm phản đồ, liền được chịu đựng chết giá phải trả. Điện chủ. Được, Diệp tiên sinh. Diệp Lăng Thiên và Diệp Lạc Nhi rối rít đáp lại, cũng ở đây vững chắc cảnh giới. Thời khắc này bọn họ, tiến vào huyết linh tộc bí trước động, còn chỉ có thể coi là vậy thiên tài, hôm nay bước vào đạo nguyên cảnh, vậy coi là được là thiên tài chân chính. Nhưng hết thảy các thứ này cũng nhờ vào Diệp Thần, không có Diệp Thần, không chừng mới vừa rồi liền toàn bỏ mình. Kỷ Tư Thanh khẽ gật đầu, trong mắt như bạc tháng, giờ phút này lại không có căm thù Diệp Thần. Ngược lại là nói, đánh chết huyết linh tộc người lúc, ta là người áp trận, xem ai dám tới quấy rối, diệt hắn cả nhà. Được, Diệp Thần gật đầu, bắt đầu yên lặng đang tu luyện bên trong. Tiểu Hoàng đổi thành 9 cái cự thú hư ảnh, câu thông Diệp Thần trong cơ thể huyết long, vậy đang hấp thu linh khí, tiến hành biến chất. Huyết linh tộc 6 vị ông già lưu lại tài nguyên, gần như đã bị tiêu hao sạch. Luân hồi mộ địa trong. Huyết Thất Dạ và Mạc Ninh nhìn một màn này, khẽ gật đầu, mi gian nhưng tràn đầy vẻ lo âu. Huyết Thất Dạ con người híp lại, nói, lấy mộ chủ thực lực, 1,5 năm bên trong phải tăng lên tới đế tôn cảnh, hơn nữa dễ thân cận từ chiến đế tôn cảnh tầng 9 thiên tài được. Nếu không, 1,5 năm sau những người đó đến, mộ chủ tuyệt không chống cự khả năng. Mạc Ninh lại nói, lấy mộ chủ thực lực, tuyệt đối có thể chống cự. Mấu chốt là... đánh chết vậy huyết linh tộc người sau đó, lấy Côn Lôn Hư khoảng cách huyết linh tộc khoảng cách, tin tức sợ rằng chưa dùng tới 10 năm liền sẽ truyền về đi. Đến lúc đó, huyết linh tộc đại quân lần nữa đánh tới. Mộ chủ vậy phải bước vào cao nhất cảnh giới đỉnh cấp, mới có sức đánh một trận. Lời này vừa nói ra, Mạc Ninh và Huyết Thất Dạ, liếc mắt nhìn nhau. Chỗ đó, hai người hai miệng đồng thanh nói, mộ chủ cũng nên hắn đi đâu. Từ hắn đạt được luân hồi mộ địa bắt đầu, liền định trước phải đi nơi nào. Côn Lôn Hư cuối cùng quá nhỏ, mộ chủ một khi bước vào đế tôn cảnh đỉnh cấp, muốn tăng lên nữa liền quá khó khăn, bất quá sự lựa chọn này vẫn là do hắn tự quyết định đi. Hắn như muốn vững vàng cả đời, sống ở Côn Lôn Hư, đủ đã thành là bá chủ, chỉ tiếc chúng ta bản thể muốn hưởng thụ vô tận hành hạ. Cái thế lực đó quá đáng sợ, huyết linh tộc chẳng qua là con rối mà thôi. Mộ chủ như lựa chọn ở lại chỗ này, cũng là nhân chi thường tình. Côn Lôn Hư bên trong, ban đầu chúng ta đánh một trận suy vi, tuyệt đại đa số tài nguyên đều bị huyết linh tộc cướp đi, mỗi 100 năm lại bị huyết linh tộc tàn sát đế tôn cảnh cường giả 100 tên, Côn Lôn Hư đã không tài nguyên có thể bồi dưỡng được đế tôn cảnh trên người. Chính là Hàn Vân, trước mắt vậy cắm ở đế tôn cảnh tầng 9 trời, khó mà mượn Côn Lôn Hư tài nguyên, đột phá đến cao nhất cảnh giới. Mộ chủ chỉ có tiến vào nơi đó, mượn những lực lượng khác tăng lên, 10 năm sau là có thể ngăn cản huyết linh tộc đại quân, đến lúc đó lại liên hiệp những người khác, tiến hành phản công. Hai người chỉ là trao đổi một phen, liền biết đại khái kế hoạch. Thời đại thượng cổ Côn Lôn Hư, khắp nơi đều là thiên tài địa bảo, khắp nơi đều là linh dược, đế tôn cảnh lại là đầy phố, đế tôn cảnh trên cường giả cũng có số 100 người chi hơn, có thể trận chiến ấy sau đó. Côn Lôn Hư trừ đi chạy trốn Hàn Vân bên ngoài, tất cả đắt tiền chiến lực đều bị một nồi kết thúc. Lại mỗi 100 năm đưa 100 vị đế tôn cảnh cường giả cho huyết linh tộc giày xéo, đánh chết. Hơn năm qua,
Rất nhiều tông phái mỗi trăm năm cũng đào tạo không ra trăm vị đế tôn cảnh, thậm chí không thể không cầm nội tình. Rất nhiều thiên tài địa bảo đi cưỡng ép đào tạo đầy đủ đế tôn cảnh cường giả, cung cấp huyết linh tộc đánh chết, để đổi lấy kéo dài hơi tàn cơ hội. Thậm chí, các phái các thế lực lớn đều đã yếu ớt tới cực điểm. Cho nên, mộ chủ phải đi nơi đó, tìm những thứ khác chủng tộc cường đại, mượn những chủng tộc kia tài nguyên tiến hành đột phá. Mộ chủ cần đột phá tài nguyên, vượt xa qua những người khác, nhập thánh cảnh gần như hút khô đế tôn cảnh kính nước tiên sinh tẩy ao rồng. Hư vương cảnh lúc tiêu hao sạch huyết linh tộc 6 vị đế tôn cảnh ông già hơn ngàn năm tích lũy, mới đột phá đến đạo nguyên cảnh tầng 4. Phỏng đoán phải tiêu hao quang côn lôn hư mấy cái tông phái nội tình, mới có thể làm cho mộ chủ tiến vào đế tôn cảnh, chiến đế tôn cảnh tầng 9 ngày huyết linh tộc. Lui về phía sau cảnh giới, chỉ có thể đi nơi đó, nếu không cầm toàn bộ côn lôn hư toàn bộ bao tràng, đều không gặp được đủ mộ chủ tu luyện tới cao nhất cảnh giới, đối kháng huyết linh tộc đại quân. Cũng may, còn có thời gian. Mộ chủ 20 hơn tuổi là có thể đến đạo nguyên cảnh, tiềm lực như thế, nhất định có thể bước vào cao nhất cảnh giới. Huyết linh tộc trong hang, Diệp Thần các người đang ổn định cảnh giới. Mà giờ khắc này ngoài động nghìn mét trên bình nguyên, Hoàng Minh cùng hơn 10 vị hoàng gia thiên tài, đè trên trăm vị tán tu và mấy chục thanh thuần nữ tu tới, chung quanh còn vây tụ tập Mạc gia, Hàn gia, Lâm gia thiên tài. Cũng chuẩn bị tới bái kiến xuất quan, huyết linh tộc các tiền bối. Bọn họ kích động đến trình độ cao nhất. Đây là gia tộc bọn họ trở mình cuối cùng cơ hội. Hàn gia, Lâm gia, Diệp gia, Mạc gia cùng của các đại gia tộc những thiên tài. Mỗi cái cũng canh giữ ở bốn phía. Hàn gia Hàn Thiên, ôm tay đứng đi theo phía sau mấy chục Hàn gia thiên tài, đều là hư vương cảnh, cái đừng đến đạo nguyên cảnh. Thả ở bên ngoài đã là có thể cùng lão bối nhân vật tranh phong tuyệt thế thiên tài. Hàn Thiên hừ lạnh một tiếng, nói tiến vào trước, thúc phụ còn để cho ta tìm cơ hội đánh chết Diệp Thí Thiên. Không nghĩ tới, Diệp Thí Thiên tên ngu ngốc này, lại có thể chọc tới huyết linh tộc người, thật là ngu si được không có chắc, cuồng được không bên. Bất quá nói chuyện cũng tốt, tỉnh đi giết loại phế vật này, lãng phí ta thời gian. Hắn thúc phụ dĩ nhiên là Diệp Thí Thiên tiến vào huyết linh bí cảnh lúc, đối với Diệp Thí Thiên sinh ra sát ý Hàn Đạo Sơn. Hàn Đạo Sơn xem Diệp Thí Thiên không vừa mắt, âm thầm phân phó cháu Hàn Thiên ở huyết linh trong bí cảnh đánh chết Diệp Thí Thiên, hơn nữa đem Diệp Thí Thiên thi thể mang ra ngoài, thành tựu khiêu khích Hàn người nhà kết quả, biểu diễn cho những thứ khác tán tu, lấy biểu Hàn ra uy nghiêm không thể xúc phạm. Lấy Hàn Thiên đạo nguyên cảnh tầng 7 ngày tu vi, mặc dù không bằng Kỳ Tư Thanh, nhưng cũng không kém. Đồng thời, Hàn Thiên cũng là hiến tặng cho huyết linh tộc vậy trăm vị đế tôn cảnh một trong cường giả, còn có một năm rưỡi, để không đạt tới đế tôn cảnh cũng sẽ bị cưỡng chế tính tăng lên tới đế tôn cảnh, sau đó hân hoan khích lệ bị gia chủ đưa cho huyết linh tộc giày xéo, giết. Trăm vị đế tôn cảnh cường giả số người, phân phối tất cả mọi người chủ, tất cả đại tông phái. Trước mắt, tới nơi này tất cả gia tộc lớn trong, trừ đi hoàng gia thiên tài ra, còn lại gia chủ dẫn quân thiên tài, cơ bản vậy chuẩn bị hiến tặng cho huyết linh tộc trên trăm vị đế tôn cảnh một trong cường giả, đều ở đây số người bên trong. Lâm gia thiếu chủ Lâm Hải. Chân chính tuyết tàng cấp bậc trồng cho thiên tài, vậy tham dự huyết linh bí cảnh thực tập, cả người khủng bố tu vi, thậm chí đã tới đạo nguyên cảnh tầng 8, thẳng truy đuổi Kỳ Tư Thanh, cả người huyết khí dư thừa. Đồng thời mang trong gia tộc thiên tài, chuẩn bị bái kiến xuất quan, huyết linh tộc mấy người. Còn lại Mạc gia và chữ gia đợi một chút, nhân vật dẫn quân đều là bình thường không gặp qua, vậy chưa từng nghe qua thiên tài. Bọn họ cũng thuộc về tuyết tàng cấp bậc thiên tài, vừa vặn huyết linh bí cảnh mở mới sẽ bị phái đi ra ngoài, hết sức cố gắng tăng lên thực lực, đến đế tôn cảnh, để tránh một năm rưỡi sau gia tộc còn được cho cầm thiên tài địa bảo cho bọn họ, tăng lên tới đế tôn cảnh. Lại hiến tặng cho huyết linh tộc. Hừ, các ngươi cái này chó vàng. Làm huyết linh tộc chó, chẳng lẽ so làm người tốt hơn à? Khom lưng khuỵu gối đám khốn kiếp, có bản lãnh giết chúng ta à? Rất nhiều tán tu quỳ xuống đất, cả người bị xích sắt xuyên thủng, nhưng không ngừng gào thét, căm ghét Hoàng Minh. Chu Diễm lại là la lớn, Hoàng Minh, ngươi uổng là người côn lôn hư, cam nguyện cho huyết linh tộc làm chó, ngươi liền là chết. Vậy được xuống địa ngục. Sợ. Hoàng Minh một cái tát ra, từng đạo sóng nhiệt cuộn sạch ra,
thẳng đem Chu Diễm đánh bay ra ngoài vài mét. Hắn tung người giẫm ở Chu Diễm ngực, lạnh giọng nói, làm chó. Vậy thì như thế nào, cho tuyệt đối cường giả làm chó, so ở tên yếu trong làm người tốt hơn hơn. Hắn ngắm nhìn bốn phía, mắt nhìn Hàn Thiên, Lâm Hải các người, bất thiết nhất cố cười nói, các người cảm thấy ta làm chó, xem thường ta. Nhưng là chúng ta hoàng gia mới không nhìn lên các ngươi, chúng ta hoàng gia cho huyết linh tộc làm chó, có huyết linh tộc che chở. Các ngươi, các ngươi, các ngươi, các ngươi ai dám động ta hoàng gia trên dưới người một sợi lông tơ. Ta chính là ta trước mặt mắng Hàn Vân là rác rưởi, lão khốn kiếp, hắn có thể làm ta thế nào? Hắn dám làm ta thế nào? Sau lưng ta nhưng mà huyết linh tộc, hắn dám động thủ, thì phải lại đối mặt vô tận hành hạ. Bây giờ, ta ở nơi này mắng các ngươi những thứ này khốn kiếp là xúc sinh, các ngươi dám đối với ta động thủ à? Sau lưng ta nhưng mà huyết linh tộc, các ngươi dám động thủ liền phải đối mặt huyết linh tộc tịch thu tài sản diệt tộc tai họa, đây chính là trong miệng các ngươi chó, nhưng so các ngươi cao quý ngàn lần gấp vạn lần. Người chung quanh mắt nhìn Hoàng Minh, trong con ngươi tất cả toát ra một cổ vẻ giận dữ, nhưng là thật thật tại tại không dám động tay. Hàn Thiên quả đấm cũng sắp bóp nát. Sống chết không dám lên. Lâm Hải khí được cả người phát run, trường kiếm trong tay nặn động tiếng chuông vang dội, nhưng cũng không dám tiến lên. Mạc gia và Chữ gia một đám thiên tài, cũng chỉ có thể im lặng không lên tiếng. Hoàng Minh nhưng là một cước đá bay Chu Diễm, nói, huyết linh tộc những đại nhân lập tức phải xuất quan, các ngươi đều là thành tựu hiến tặng cho huyết linh tộc những đại nhân cống phẩm. Huyết linh tộc những đại nhân sẽ hút khô các ngươi huyết khí và hồn phách. Đến lúc đó các ngươi sẽ chết, không cần gấp như vậy. Hắn nhìn về phía những cái kia hù được kinh hoàng thất thố thanh thuần nữ tu, kinh khủng cười nói, các ngươi không cần sợ, ta sẽ không làm thương tổn các ngươi. Bởi vì, các ngươi là huyết linh tộc những đại nhân cống phẩm. Huyết linh tộc những đại nhân sẽ cùng các ngươi cứ việc chơi, cuối cùng chơi chết các ngươi, dĩ nhiên, vì phòng ngừa các ngươi tự sát, ta phòng ấn các ngươi thân thể. Đây hết thảy. Cũng là vì hiến tặng cho đang bế quan ở giữa huyết linh tộc những đại nhân. Lời này vừa nói ra, chung quanh gần ngàn người mạc không lên tiếng. Không dám làm tiếng, mấy đại gia tộc thiên tài trước mặt bị mặt, liền trả lời cũng không dám, huống chi những tán tu kia, chỉ có thể khóc sướt mướt, giờ phút này mắng cũng không dám. Hô hô! Linh khí gió bão chính thức tản ra, biểu thị muốn xuất quan. Hang núi cửa vậy ở từ từ mở ra. Mơ hồ có thể gặp mấy bóng người, mỗi cái khí thế mạnh mẽ, sắp đi ra. Hoàng Minh lúc này một kiếm giơ lên trời, hiệu triệu 15 vị hoàng gia thiên tài, cung cung kính kính đứng thành đội ngũ, vỗ một cái ống tay áo, nửa người quỳ xuống, giống như mãn tộc đại thần bái kiến hoàng đế vậy, nửa người quỳ xuống, cúi đầu, cùng hô lên, bái kiến huyết linh tộc những đại nhân. Ta cùng bái kiến huyết linh tộc tiền bối. Chúc mừng tiền bối cửa thiên thu vạn tái. Công giúp tạo hóa, nhất thống Côn Lôn hư. Ta cùng đặc biệt chộp tới tán tu 100 tên, thanh thuần nữ tu 28 tên, cung cấp các tiền bối hưởng dụng. Thanh âm chấn thiên, vần quanh bốn phía liên miên không dứt, thanh thế thật lớn. Không biết người còn lấy là, bọn họ là tham bái cái gì tuyệt thế cường giả. Cái gì, Diệp Thần dĩ nhiên là cái đầu tiên bước người, nhìn quỳ dưới đất hoàng gia những thiên tài, lúc này rõ ràng nguyên ủy chuyện. Hắn trong lòng tức giận vạn phần. Hoàng gia, giỏi một cái hoàng gia. Nếu như ban đầu mình chết ở huyết linh tộc những cường giả kia trong tay. Sợ rằng những người này nghênh tiếp chính là những cái kia đã từng hủy diệt Côn Lôn hư cường giả. Buồn cười. Một cái muốn tiêu diệt mình ra đời đất kẻ địch, những thứ này Côn Lôn hư cái gọi là hy vọng, lại hèn mọn đến tình cảnh này. Cái này cùng đã từng Hoa Hạ bị xâm lược lúc sinh ra những cái kia tay sai có cái gì khác biệt. Thật là liền bọn họ dưới người tỏa kỵ cũng không bằng. Không chỉ Diệp Thần, Diệp Lăng Thiên và Kỳ Tư Thanh các người trong mắt đều là cực kỳ lạnh như băng. Một cổ vô hình lửa giận cháy. Những cái kia hoàng gia cường giả cũng không có chú ý tới trong động đi ra là mang mặt nạ Diệp Thần, thanh âm của bọn họ như cũ reo hò. Nịnh nọt đến trình độ cao nhất. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, hai tay nâng lên, nói, một đám rác dưới, các ngươi như phải lạy, không bằng đi phía dưới quỷ đi. À! Hoàng Minh kinh ngạc, thanh âm không đúng à?
hắn ngẩng đầu vừa thấy. Khi thấy vậy tấm lạnh như băng gương mặt, hắn hoàn toàn hóa đá. Cái này, điều này sao có thể? Diệp Thí Thiên, là trời giết Diệp Thí Thiên. Cái này Diệp Thí Thiên làm sao từ huyết linh tộc tiền bối động phủ đi ra à, chẳng lẽ hắn vậy đầu hàng huyết linh tộc tiền bối? Không nghĩ tới các ngươi làm chó, làm được như thế trung thành à. Diệp Thần cười to nói, một đám hoàng gia thiên tài, không phải mỗi cái tiêu bảng muốn làm huyết linh tộc chó à. Làm sao bây giờ cho ta Diệp Thí Thiên quỳ xuống? Chẳng lẽ, các ngươi không làm chó, muốn làm người? Nhưng là sao, các ngươi loại này rác rưởi đâu, nếu làm chó, vẫn là đừng làm người đi. Nghe được câu này, nháy mắt tức thì, xoát rầm, xoát xoát rầm. 16 vị hoàng gia thiên tài, toàn bộ đứng lên, căm tức nhìn Diệp Thần, nhưng không có gấp động thủ. Bên cạnh, Hàn Thiên và Lâm Hải, đạt tới những gia tộc khác nhân vật dẫn quân, cũng là một mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm mang mặt nạ Diệp Thần. Tại sao, Diệp Thí Thiên sẽ từ huyết linh tộc hang núi đi ra? Diệp Thí Thiên, huyết linh tộc các tiền bối đâu? Ngươi chẳng lẽ vậy đầu dựa vào huyết linh tộc đâu? Hoàng Minh rút kiếm chỉ Diệp Thần. Hô, ngươi nếu như đầu dựa vào huyết linh tộc, cũng là chó, dựa vào cái gì làm nhục ta cùng. Đầu dựa vào huyết linh tộc, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, nói, không hổ là chó, tư tưởng thuần túy chó, liền người cũng không tính. Hắn tiến lên một lượng bước, ngắm nhìn bốn phía những thiên tài, cười nói, các ngươi là đang suy nghĩ huyết linh tộc lão thất phu cửa à. Nghe được, huyết linh tộc, ba chữ. Tất cả mọi người đồng loạt lui về phía sau hai ba bước. Vô cùng kinh khủng. Khó trách các ngươi không cách nào chống cự huyết linh tộc, nghe được huyết linh tộc tên chứ cũng hù được không đứng vững. Còn dám uổng là thiên tài, ta xem các ngươi liền là một đám phế vật. Còn như huyết linh tộc sáu lão thất phu, Diệp Thần tùy ý cầm ra huyết linh tộc lão tứ, lão ngũ đầu, ném xuống đất, cười nói, huyết linh tộc sáu lão thất phu, ta đã chém giết hết mấy, đang chuẩn bị đi truy đuổi cái cuối cùng. Hai cái máu đầm đìa đầu lăn dưới đất lên. T. Làm mọi người thực hiện rơi vào đầu lâu trên đồng loạt ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn họ mặc dù không có từng thấy máu linh tộc sáu người. Nhưng là cái này sáu người trên đầu còn có đế tôn cảnh hơi thở lưu lại. Mấu chốt hoàng gia còn có bí pháp có thể cảm thụ huyết linh tộc cường giả. Hoàng Minh cơ hồ khẳng định trước mắt hai cái đầu tuyệt đối đến từ huyết linh tộc. Hoàng Minh ngay tức thì giống như chết tinh khí thần, cả người sụi lơ trên đất, mất hết hồn vía, chút nào chiến ý cũng không nhấc nổi. Huyết linh tộc các tiền bối à? Lại có thể chết ở Diệp Thí Thiên trong tay? Vậy nó làm thế nào? Hắn đánh như thế nào? Mấu chốt Diệp Thí Thiên là làm sao làm được à? Không thể nào. Tuyệt không thể nào. Chung quanh chư đa thiên tài, Hàn Thiên và Lâm Hải đợi một chút, rối rít sắc mặt trắng bệch. Lại vừa thấy hướng Diệp Thí Thiên lúc, trong đầu không tự chủ được hiện ra hai chữ, sát thần. Cái này sát thần liền huyết linh tộc tiền bối cũng dám giết. Người điên à, người điên. Huyết linh tộc tiền bối chết, vậy tương lai huyết linh tộc tiền bối đến, xem không thấy người nên làm cái gì. Tính toán một chút, chạy trước đi. Nhất định phải cầm tin tức này mang về cho gia tộc, trấn giữ huyết linh bí cảnh hơn ngàn năm huyết linh tộc các tiền bối. Lại có thể chết ở Diệp Thí Thiên trong tay, phải cầm tin tức truyền về đi, cho biết gia tộc, Diệp Thí Thiên không thể đắc tội, huyết linh tộc đến lúc nên làm cái gì. Xoát xoát rầm, trong chốc lát, Diệp gia và Hàn gia hơn 30 vị thiên tài, rối rít tung người rời đi, không đuổi chuyến nước đục này. Mạc gia và Chữ gia cũng không khỏi không trước sau rời đi, chỉ riêng cái này hai cái đầu người ẩn chứa lượng tin tức liền quá lớn. Có thể chu diệt đế tôn cảnh huyết linh tộc cường giả, Diệp Thí Thiên cũng không phải là mình các người có thể trêu chọc. Chạy! Phải được chạy! Ai biết, Diệp Thí Thiên cái này sát thần mất hứng, sẽ không đem chúng ta vậy đuổi giết. Khoảnh khắc gian, hai cái đầu dọa lui tứ đại gia tộc. Hô hô! Diệp tiên sinh huy vũ! Diệp tiên sinh huy vũ! Mấy trăm tán tu cùng kêu lên kêu gào, kích động không thôi ngắm nhìn Diệp Thí Thiên. Hô, Diệp tiên sinh diệt trừ huyết linh tộc người. Diệp tiên sinh thiên cổ người thứ nhất, Diệp tiên sinh chí tôn cao nhất. Diệp tiền bối vạn tuế. Diệp tiền bối vạn tuế. Diệp tiền bối một người,
không chỉ có chém chết huyết linh tộc 5 vị đế tôn cảnh cường giả. Lại là dọa lui tứ đại gia tộc, càng đem cuồng ngông tự đại hoàng gia thiếu chủ Hoàng Minh Hù được sụi lơ trên đất, mấy trăm năm tới chưa bao giờ có tán tu có thể làm được à. Trong sơn động, Diệp Lạc Nhi và Diệp Lăng Thiên, Kỳ Tư Thanh, Tiểu Hoàng cùng rối rít đi ra. Thấy được trước mắt một màn này, hoảng sợ vô cùng. Diệp Lăng Thiên hỏi, điện chủ, đây là thế nào? Diệp tiên sinh, cái này chuyện gì xảy ra à? Diệp Lạc Nhi vậy đang hỏi. Chúng ta bế quan, hoàng gia cho là huyết linh tộc ông già đang bế quan đột phá, cho nên bắt tán tu và nữ tu, chuẩn bị đưa tới thành tựu cống phẩm. Không nghĩ tới, xuất quan chính là chúng ta. Bất quá, Diệp thần nhìn về phía Hoàng Minh, chó này là thật trung thành à, thật sẽ liếm, danh bất hư truyền liếm chó. Diệp thần năm ngón tay ở trước mặt một chảo, cửu u thí thiên súng liền là xuất hiện ở lòng bàn tay. Hắn chỉ Hoàng Minh cùng một đám hoàng gia thiên tài nói, người cùng phản bội Côn Lôn hư, hẳn phải chết. Nhưng nếu là người các loại, có thể tiếp ta một chiêu, có thể tha người cùng một mạng, tự phế hết người cùng tu vi, đánh cho thành phế nhân. Ngươi, Hoàng Minh từ đầu đến cuối không sức lực. Lên a, chó vàng, người không phải cảm thấy làm chó rất tốt sao, làm sao không dám cùng Diệp tiền bối đánh à? Hoàng gia cún con. Các ngươi làm sao không được à? Các tán tu cuồng thanh nộ mạ, đồng thời ở Diệp Lăng Thiên và Diệp Lạc Nhi các người dưới sự giúp đỡ, dần dần tháo ra xích sắt bị phong ấn tu vi. Chu Diễm lại là cả giận nói, Diệp huynh, Diệp tiền bối, cái này hoàng gia cún con, vô sỉ cực kỳ, nhất định phải giết chết à? Yên tâm, bọn họ nhất định sẽ chết. Diệp thần trong tay cửu u thí thiên súng lưu chuyển từng cổ một hoảng sợ ma khí, có ngất trời khả năng. Chấn động được mặt đất run rẩy, nói, nếu các ngươi không ra tay, ta liền ra tay tới rõ ràng các ngươi. Hoàng gia, cái này cùng phản nghịch gia tộc, phải diệt trừ. Cả nhà trên dưới, một cái đều không thể lưu, dám làm hán gian, không đúng, dám làm người gian, tịch thu tài sản diệt tộc. Diệp thần tung người ra, cả người huyết khí lăn lộn nếu như nước sông liên miên bất tuyệt, trong tay cửu u thí thiên súng đầu thương toát ra một vòng bánh xe ma quang. Ẩn chứa có hủy diệt chi đạo, dọc đường đem đất mặt chấn động được lay động không ngừng, chạy thẳng tới Hoàng Minh, một kích chí mạng. À! Hoàng Minh kêu kêu một tiếng, rút trường kiếm ra phản kích. Hắn chợt đâm ra một kiếm, thân kiếm kích động ra trăm đạo rung động, một cổ mạnh mẽ kiếm đạo hiển hóa ra, dọc đường đánh rách mặt đất. Một kiếm sử dụng, mũi kiếm tách thả ra hào quang, bốn phương mây chấn động. Đối với chi cửu u thí thiên súng tỉ thí, ầm ầm, hai cổ cường đại đạo đụng vào nhau, hủy diệt chi đạo hủy diệt hết thảy, trong nháy mắt bị diệt. Hoàng Minh kiếm đạo đem trăm đạo rung động và hào quang chấn vỡ, tràn ngập ma khí cửu u thí thiên súng đầu thương lay động cực nhanh, trên trăm đạo súng cương bắn một lượt ra, mỗi một đạo đều là thật, đem Hoàng Minh toàn thân cao thấp đánh trúng, lưu lại trên dưới 100 cái lỗ máu. Phịch, cửu u thí thiên thương đâm nhập Hoàng Minh trên ngực. Mạnh mẽ ma khí, thẳng đem Hoàng Minh chấn thành huyết vụ đầy trời. Đạo nguyên cảnh tầng 7 Hoàng Minh, một súng chết thảm. Thời khắc này Diệp thần, ngay cả là đế tôn cảnh tầng trời một đều đủ để đánh chết, huống chi là đạo nguyên cảnh tầng 7 ngày Hoàng Minh. Chạy à! Chạy à! Hơn 10 vị hoàng gia thiên tài xoay người liền muốn phải chạy. Đùa gì thế đâu, đạo nguyên cảnh tầng 7 ngày thiếu chủ Hoàng Minh đều bị Diệp thí thiên một súng bắn chết. Mình trước mắt cao nhất chiến lực bất quá đạo nguyên cảnh 3 tầng thiên. Toàn bộ xông lên, cũng tuyệt đối không cách nào dung chuyển Diệp thí thiên 1-2. Chỉ có chạy. Phải được chạy. Căn bản không phải Diệp thí thiên cái này sát thần đối thủ. Các ngươi lên, làm quen một chút cảnh giới cao chiến lực. Diệp thần một súng giải quyết hoàng gia thuộc về đạo nguyên cảnh 3 vị thiên tài, cũng để cho Diệp Lăng Thiên và Diệp Lạc Nhi đuổi theo giết những người còn lại. Mau sớm quen thuộc đạo nguyên cảnh lực lượng, dẫu sao hai người đột phá gần như một cái cảnh giới lớn, lực lượng tăng lên quá nhanh, cần được một đoạn thời gian nắm giữ và quen thuộc. Ngay tại lúc này, Mạc Ninh từ luân hồi mộ địa đi ra, đi tới Diệp thần sau lưng. Nàng nói cái gì tiếng nói đều không nói, trực tiếp ngón tay bắt pháp quyết, thúc giục mật pháp, dò xét huyết linh tộc lão đại bỏ trốn vị trí. Đây là huyết thất dạ yêu cầu. Chốc lát đã qua. Mạc Ninh đi tới Diệp thần bên người, nói,
huyết linh tộc còn lại người nọ, bây giờ ở hướng đông nam vị, núp ở một nơi trong sơn động chữa thương, chiến lực chỉ có đế tôn cảnh tầng trời một, nó bị như vậy trọng thương, không có trên trăm năm, tuyệt đối không cách nào khôi phục. Cùng Lăng Thiên và Lạc Nhi trở về, đồng thời đi giết hắn. Diệp Thần vô cùng bá đạo, căn bản không đem huyết linh tộc lão đại để ở trong mắt, bắt đầu đi thăm dò xem các tán tu thương thế, hơn nữa cho Chu Diễm cho ăn hai cây chữa thương đan dược. Đáng thương Chu Diễm, trước mặt bị Hàn gia thiên tài bắt, phía sau lại bị Hoàng gia thiên tài bắt, đều là chuẩn bị hiến tặng cho nhân vật lớn. Không nghĩ tới, cũng để cho Diệp Thí Thiên cấp cứu, chân chính coi như là thiên bất tuyệt hắn. Chu Diễm điều tức sau khi kết thúc, đứng dậy ôm quyền hướng Diệp Thần khom người cúi chào, nói, đa tạ Diệp tiền bối hai lần cứu mạng, nếu không ta đã chết, như vậy ân đức, cuộc đời này khó khăn báo, ta Chu Diễm nguyện ý cả đời đi theo Diệp tiền bối, an tiền mã hậu. Ta Thiên Phương, đa tạ Diệp tiền bối cứu giúp, nguyện đi theo tiền bối. Ta Cổ Thiên, vậy đa tạ Diệp tiền bối cứu giúp, nguyện ý đi theo tiền bối. Ta Nam Cô, vậy nguyện ý đi theo tiền bối. Ta cùng nguyện ý đi theo tiền bối. Chu Diễm như vậy nói vừa truyền ra, nhất thời thì có mấy chục hư vương cảnh tán tu thiên tài quỳ xuống, hướng Diệp Thần khấu tạ, biểu thị nguyện ý đi theo. Tại bọn họ mà nói, bản thân chính là tán tu, bị tất cả đại tông phái và thế gia không buông tha. Như vậy mới sẽ bị hoàng gia những thiên tài một chảo một cái sọt bắt được, hơn nữa không có bất kỳ một gia tộc nào và tông phái tới cứu bọn họ. Đột nhiên thấy được Diệp Thí Thiên tới, dĩ nhiên là cảm kích rơi nước mắt. Người các loại, không sợ huyết linh tộc à? Diệp Thần bình thản hỏi, ánh mắt mang theo một tia nghiền ngẫm quét qua từng vị tán tu, nói, huyết linh tộc 6 người, ta Chu Diệt 5 người, đang muốn đi trước đi Chu Diệt còn lại một người, người cùng đầu dựa vào ta, không e ngại huyết linh tộc trả thù. Bị bắt những tán tu kia, lúc này có một bộ phận rất lớn quỳ xuống, nguyện ý thành tâm ra sức Diệp Thần. Những thứ này nguyện ý thần phục tán tu, tu vi đều không yếu, phổ biến đều ở đây nhập thánh cảnh và hư vương cảnh, tuy không có đạo nguyên cảnh, nhưng chỉ cần không cùng tất cả gia tộc lớn, tông phái thiên tài đứng đầu va chạm, đụng phải những người khác, vậy có nghiền ép lực lượng. Nếu như không có Diệp tiền bối Chu Diệt huyết linh tộc các người, ta cùng đã chết. Thêm nữa, hoàng gia ắt phải sẽ không bỏ qua ta cùng. Thà tham sống sợ chết, không bằng đầu dựa vào Diệp tiền bối. Là Diệp tiền bối an tiền mã hậu. Hơn 10 vị tán tu đều đâu vào đấy tự thuật. Trong đó, Chu Diễm càng là nói, ta cùng từ ra đời bắt đầu chính là tán tu, bị người lăng nhục, tất cả gia tộc lớn và tông phái lại càng không đem chúng ta làm là người. Hôm nay Diệp tiền bối cứu chúng ta một mạng, lại là giết hoàng gia thiên tài, là chúng ta hả giận. Cho nên, chúng ta nguyện ý thể đi theo Diệp tiền bối. Cho dù là huyết linh tộc những cường giả khác đến, ta cùng vậy nguyện ý theo Diệp tiền bối nghịch thiên đánh một trận. Như thế nào đều là chết, ta cùng tình nguyện đứng chết, cũng không xem kéo dài hơi tàn sau đó sẽ bị huyết linh tộc người đánh chết. Thiên Phương cũng là như vậy nói, huống chi, hoàng gia như vậy cẩu tặc, chúng ta hận không được tháo kỳ cốt ăn thịt. Thiên Phương, Cổ Thiên, Nam Cô cùng hư vương cảnh tầng 3, 4 tán tu thiên tài, lại hướng Diệp thần thi lễ, nói cho nên, mời Diệp tiền bối nhận lấy ta cùng. Diệp thần khẽ gật đầu, ánh mắt quét qua trước mặt tất cả mọi người, nói, nếu tới đầu dựa vào, vậy ta nhận lấy các ngươi. Hắn mắt nhìn Diệp Lăng Thiên nắm những thứ khác hoàng gia thiên tài đầu lâu trở về, liền nói, Lăng Thiên, những người này đầu dựa vào ta, liền trở về tại thủ hạ ngươi, ở Côn Lôn hư xây lại ám điện, sau đó do ngươi phụ trách huấn luyện bọn họ, thành tựu tối tam binh hoặc ám sát chi dụng. Phịch, phịch. Diệp Lăng Thiên ném xuống 3-4 cái hoàng gia thiên tài đầu lâu, ôm quyền nói, điện chủ. Hắn khom người hạ bái, hô, thề là điện chủ an tiền mã hậu. Cơ hồ tất cả tán tu, vậy đồng loạt quỳ xuống hô, thề là điện chủ, an tiền mã hậu. Thề là điện chủ, an tiền mã hậu. Thề là điện chủ, an tiền mã hậu. Còn lại thoát khốn tán tu ngược lại là hội tụ ở một nơi, mỗi người lấy ra nhất định kế toán. Đưa cho Chu Diễm, để cho nó chuyển giao Diệp Thí Thiên, biểu đạt cảm ơn sau. Bọn họ chia nhau rời đi, dẫu sao mỗi người theo đuổi không cùng, bọn họ hơn nữa cô quả, rất nhanh liền chim muông nhóm tán. Nhưng là một số năm sau, bọn họ lại nghe được Diệp Thí Thiên tin tức, chỉ có vô hạn hối hận.
Dĩ nhiên, đây đều là nói sau. Còn như vậy 28 vị thanh thuần nữ tu, lau khô nước mắt, tiến lên cả thân cúi chào, nói ta cùng nguyện ý gia nhập ám điện. Để đáp tạ Diệp tiền bối cứu giúp ân. Xin Diệp tiền bối nhận lấy chúng ta. Thanh âm thanh thúy, như hoàng minh chim tiếng, duyệt người động tai. 28 vị nữ tu tư thái cái một, không khỏi là quốc sắc thiên thơm hạng người, khó trách hoàng gia thiên tài đem bọn họ chộp tới. Diệp thần mắt nhìn các nàng, thầm nghĩ ta liền xuất quan thuận tay diệt người, lại còn thu như thế thủ hạ. Tính toán một chút, cũng thu, sau này có chuyện giao cho bọn họ đi làm. Vậy lười được Diệp Lăng Thiên chạy khắp nơi. Diệp Lăng Thiên, nhận lấy bọn họ. Dựa theo chúng ta ở Hoa Hạ biên chế tới biên chế bọn họ. Diệp thần giao phó một câu, mắt nhìn trở về Diệp Lạc Nhi, hỏi, nơi đây hoàng gia thiên tài có thể chu diệt xong. Diệp tiên sinh, đã toàn bộ chu diệt xong. Diệp Lạc Nhi cũng không có sách máu đầm đìa đầu người, ngược lại là thanh thuần trên gương mặt dính chấm vết máu, ngược lại giống như trong sáng đóa hoa, dính vào kiểu khác màu sắc. Diệp thần gật đầu một cái, nói, Lạc Nhi, Lăng Thiên, các ngươi đem những người khác mang đi Hàn Vân nơi đó. Kỷ Tư Thanh, người ta cùng đi truy đuổi huyết linh tộc lão đại, sau chuyện này ở Hàn Vân chỗ ở ngoại tệ hợp. Tuân lệnh, điện chủ. Diệp tiên sinh. Diệp Lăng Thiên và Diệp Lạc Nhi, dẫn những tán tu kia rời đi, chạy thẳng tới Hàn Vân nơi đó chạy tới. Diệp Thần và Kỷ Tư Thanh, men theo huyết khí mùi vị, cùng với Mạc Ninh bí thuật, thẳng truy đuổi huyết linh tộc lão đại đi. Cùng lúc đó, một cái núi gian trong, một nơi thần bí trong hang. Quanh quẩn tí ti đổ nát huyết khí, màu máu linh quang lóe lên không ngừng, một tôn cường giả ngồi xếp bằng ở trên thạch đài, hai tay hợp bích, lấy ra linh dược, tiến hành luyện hóa chữa thương. Hắn chính là huyết linh tộc lão đại. Là huyết thất giả bị thương nặng sau đó, chạy trốn xa đến đây chữa thương. Chốc lát đã qua, một bụi 3000 niên đại linh dược luyện hóa xong tất, dược liệu toàn bộ bị hắn hấp thu, ngực giống như màu máu hang lỗ lớn. Tạm thời chỉ chủ yếu máu, thương thế vẫn như cũ khó khôi phục. Phốc! Huyết linh tộc lão đại phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở không ngừng bại xấu xa, suy yếu. Hắn chống kiếm gãy, thần sắc thống khổ, cả giận nói, đáng chết tiểu súc sinh, sau lưng lại có thể đứng huyết thất dạ, hư vương cảnh lại có thể cùng lão nhị, lão tam bọn họ tác chiến, hơn nữa còn chém giết bọn họ. Muốn ta khôi phục lại đế tôn cảnh tầng 8 trời. Như cũ khó mà làm sao hắn. Không được, ta nhất định phải thông báo những người lớn kia, để cho bọn họ lần nữa dẫn đại quân trở về, lần nữa diệt trừ những thứ này côn lôn hư con kiến. Ta nhất định phải thông báo bọn họ, không thể lại mỗi trăm năm tàn sát 100 vị đế tôn cảnh. Còn muốn cộng thêm 1000 vị đạo nguyên cảnh, 10000 vị hư vương cảnh, như vậy mới có thể bảo đảm, côn lôn hư vĩnh viễn không có ngày vươn mình. Huyết linh tộc lão đại dài hô một hơi, lần nữa khạc ra một hớp máu bầm, hắn bị thương không nhẹ, tu vi đã rơi xuống đế tôn cảnh một tầng. Nếu như thương thế nghiêm trọng đi nữa chút, thì phải rơi vào đạo nguyên cảnh tầng 9. Hắn ánh mắt tàn nhẫn, vẫy tay ở hang bố trí một bộ trận pháp, tự nhủ một năm rưỡi, tiểu súc sinh ngươi chờ, một năm rưỡi sau chính là ngày cuối cùng của ngươi. Một năm rưỡi sau đó, ta thông báo những đại nhân kia. Trước phế bỏ Diệp thí thiên tiểu súc sinh này tu vi, sau đó ta lại đem hắn rút gân lột ra, để tiết mối hận trong lòng. Huyết linh tộc đại lão thanh âm tức giận vang khắp toàn bộ hang. Vô cùng lạnh như băng. Đáng chết huyết thất dạ, đánh nát những thứ khác linh dược, ta trước mắt chỉ có thể ở trong hang tránh cái một năm rưỡi, chờ đợi những đại nhân hạ xuống. Hoặc là nói, thừa dịp huyết linh bí cảnh kết thúc, đi hoàng gia. Hoàng Tuấn Long cái đó lão thất phu, đầu dựa vào ta huyết linh tộc, bây giờ là nên thời điểm hắn xuất thủ. Ta đi trước tìm lão thất phu này, khôi phục chút thực lực. Đến khi một năm rưỡi sau đó, ân cửu tính lại. Giữa lúc huyết linh tộc lão đại suy nghĩ chủ quan nhẹ nhàng lúc, hang bên ngoài chợt truyền tới một hồi mạnh mẽ huyết khí. Một đạo vang lớn, chấn triệt núi gian. Bụi mù cuồn cuộn cơ hồ vạn trượng. Huyết linh tộc lão đại trong mắt trợn to, ai có thể nghĩ tới hắn bố trí trận pháp lại trực tiếp bị đánh bể. Rốt cuộc là ai, chẳng lẽ có người tìm đến nơi này? Cái này bên ngoài trận pháp dĩ nhiên là bị Diệp thần đánh nát,
vô số trận pháp mảnh vỡ đĩa bay ra, lại là có mấy khối đánh trúng huyết linh tộc lão đại. Phịch, trước sau, 5 khối trận pháp mảnh vỡ, đánh trúng huyết linh tộc lão đại bụng và cánh tay. Phốc, huyết linh tộc lão đại lần nữa trào máu, hơi thở lại là suy yếu, đã đáp xuống đạo nguyên cảnh tầng 9. Hắn bây giờ đang đứng ở chữa thương giai đoạn, là hắn suy yếu nhất và không có phòng bị thời điểm. Bất kỳ tổn thương đều có thể trọng thương hắn. Nguyên bản, hắn khó khăn được quanh quẩn ở đế tôn cảnh một tầng, thời thời khắc khắc có ngã xuống nguy hiểm, hôm nay cũng không cần lo âu cảnh giới rớt xuống, trực tiếp bị trận pháp mảnh vỡ đánh hạ đế tôn cảnh. Lão thất phu, hôm nay chính là ngày cuối cùng của ngươi, là ngươi cút ra đây nhận lấy cái chết, vẫn là ta tự mình đi vào chu diệt ngươi. Diệp Thần lần này ngược lại là không có dùng cửu u thí thiên thương, mà là tay cầm Trảm Long Vấn Thiên Kiếm, dựng thân tại hang cửa, cả người đổi thành từng đạo nhuệ khí kiếm khí, bất diệt kiếm đạo khí cơ nở rộ ra, từng cổ một khủng bố khí cơ như vậy đợt sóng vậy, phập phồng không ngừng, khi thì uy mãnh ngút trời, lúc bình tĩnh, nhưng là vĩnh hằng không dứt, vĩnh hằng bất diệt. Như vậy kiếm đạo khí cơ, khủng bố như vậy. Ở huyết linh tộc cửa hang đột phá, hắn coi như là chân chính bước vào Côn Lôn hư cao cấp cường giả ngưỡng cửa. Đối mặt đạo nguyên cảnh tầng 9 huyết linh tộc lão đại, không sợ hãi chút nào, thậm chí nhao nhao muốn thử, xem mấy kiếm có thể đem hắn chém chết. Diệp Thí Thiên, ngươi truy đuổi ta đến đây, đã đem ta đánh trọng thương, còn không chịu thả qua ta. Huyết linh tộc lão đại liều chết xung phong đi ra, tóc tai bù xù, cả người vết máu, đã trọng thương không nhẹ. Hắn cầm kiếm gãy, khí cơ so sánh trước đây không tới 10%, có khác xa lắc xa lơ. Thời khắc này huyết linh tộc lão đại, chính là không răng lão hổ, sức chiến đấu giảm nhiều, đối với Diệp Thần căn bản không có hơn đại uy hiếp có thể nói, thậm chí hắn trong lời nói có cầu xin tha thứ ý, không có nữa ngạo mạn lúc trước thần sắc. Ta làm sao có thể bỏ qua ngươi? Cũng không xem ngươi thân phận, ban đầu ta nếu không địch, ngươi chẳng lẽ sẽ bỏ qua cho ta? Hôm nay, ngươi phải được chết. Diệp Thần nói xong, trực tiếp huy động Trảm Long Vấn Thiên Kiếm. Mũi kiếm bắn nhanh ăn gian trăm đạo sáng bóng, từ 4 phương 8 hướng tập sát ra, để cho huyết linh tộc lão đại ngăn cản không thể ngăn cản, muốn tránh cũng không được. Đồng thời, hắn tay phải cầm dậy cửu u thí thiên thương, thi triển ra phá thiên tam tuyệt thương. Nháy mắt tức thì, một đạo đầu thương đĩa bay ra, tựa hồ xuyên phá không gian, muốn đi theo mất đi thời gian, vô cùng cường đại thương cương hướng 4 phía khuếch tán ra, rất miễn cưỡng xé hết thảy. Mang một cổ không thể địch nổi sát ý, có 102 thiên địa trên dưới. Huyết linh một kiếm. Huyết linh tộc lão đại mặc dù bị thương, nhưng là hắn so người bất kỳ đều biết, nếu muốn sống sót, phải đem hết toàn lực. Hắn hai tay cầm chuôi kiếm, cưỡng ép rút ra toàn thân huyết khí, hội tụ kiếm gãy trên. Hắn chợt đâm ra một kiếm, đoạn khẩu chỗ hội tụ ra một đạo màu máu quang ba, ẩn chứa một tia đại đạo thần uy. Hướng thương cương và kiếm khí liều chết xung phong đi. Hắn tự mình không ngừng né tránh chung quanh đánh tới kiếm khí, ánh mắt nhìn thẳng đánh tới thương cương, hợp lực điều động huyết khí ra chỉ kiếm gãy, sống chết một khắc chính là lúc này. Chẳng bao lâu sau, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Mình lại có một ngày, bị một cái đạo nguyên cảnh hậu bối tiểu sinh ép đến như vậy trình độ. Thậm chí rút sạch huyết khí và sinh mạng tinh hoa tới liều mạng, tu luyện nhiều năm như vậy. Chưa bao giờ gặp được gian nan như vậy cục diện à. Bịch bịch, mạnh mẽ ba cổ lực lượng va chạm chung một chỗ, chấn động ra từng đạo dư âm, đem núi gian cũng tiêu diệt, vô số hòn đá rơi xuống đi xuống. Phương xa, vô luận tán tu vẫn là thế gia thiên tài, tông phái thiên tài đều không dám đến gần cùng này. Tầm thường hư vương cảnh thiên tài, một khi đến gần, vẫn chưa tới trung tâm phạm vi, cũng đã sẽ bị dư âm miễn cưỡng chấn động giết. Diệp Thần và huyết linh tộc lão đại, hai người tác chiến, đã tính là đỉnh cấp tác chiến. Huyết linh bí cảnh trong, tất cả trẻ tuổi đồng lứa có thể thúc giục phát tác chiến ở giữa đỉnh cấp tác chiến, lại không có bất kỳ thiên tài, có thể đánh ra như vậy hoành đạt, mạnh mẽ như vậy dư âm tác chiến, cho dù là Kỷ Tư Thanh vậy không làm được. Kỷ Tư Thanh mặc dù là đế tôn cảnh một tầng, cũng chỉ là khó khăn lắm bước vào đế tôn cảnh một tầng, luận chiến lực còn không làm được loại trình độ này. Còn lại Lâm Hải, Lý Thiên các người đạo nguyên cảnh tầng 7 tầng 8, càng là xa xa không đạt tới loại trình độ này.
phỏng đoán còn muốn một đoạn thời gian, Diệp Thần mới có thể thắng. Lần này, Diệp Thần đánh chết huyết linh tộc 5 người, quá mức không thể tưởng tượng nổi, cũng không biết tên này trên mình có kỳ ngộ gì, cũng may Diệp Thần thân phận không có bại lộ, nếu không Hoa Hạ Diệp gia thậm chí còn những địa phương khác cũng sẽ bại lộ, bây giờ, ta liền là tên này trấn thủ bốn phía. Kỷ Tư Thanh huy động trường kiếm, ở vào chiến đấu bên bờ, bố trí trận pháp tới, phòng ngừa một ít nói nguyên cảnh tầng 7 tầng 8 người tới quấy rối, nhất là hoàng gia người. Hoàng gia đầu dựa vào huyết linh tộc 3.000 năm. Mỗi trăm năm cũng sẽ không phải chịu huyết linh tộc chèn ép và đánh chết nhà đế tôn cảnh cao thủ, cho nên 3.000 năm qua tích lũy đi xuống quá nhiều cao thủ và nội tình. Chỉ riêng tiến vào huyết linh bí cảnh hoàng gia thiên tài, liền không thiếu, trong đó, tương tự với hoàng minh tầng thứ này thiên tài, vậy còn có mấy người, thậm chí còn có một cái hoàng chiến thiên, đạo nguyên cảnh tầng 9, vô hạn tiếp cận với đế tôn cảnh. Kỷ Tư Thanh hành động này, chủ yếu là đề phòng hoàng chiến thiên dẫn người tới quấy rối. Diệp Thần và huyết linh tộc lão chiến đấu lớn, toát ra một phiến phiến dư âm. Các loại rực rỡ tươi đẹp hào quang đều xuất hiện, khi thì đỏ một phiến, khi thì xanh một phiến, bạch một phiến. Mỗi một phiến hào quang đều là một loại mạnh mẽ vũ khí và mạnh mẽ binh khí va chạm sau sinh ra tia lửa, dư âm thì đem nơi đây vốn là cụm núi, hoàn toàn san thành bình địa. Diệp Thần một nhát thương đâm ra, có xuyên thủng thiên cổ oai, chính giữa huyết linh tộc lão đại cánh tay trái. Hắn dùng sức khều một cái cửu u thí thiên thương, đầu thương chấn động ăn gian trăm đạo thương cương, trực tiếp nổ nát vụn huyết linh tộc lão đại cánh tay trái. Rồi sau đó Trảm Long Vấn Thiên kiếm một kiếm vạch ra, kiếm quang nếu như trường giang sóng lớn, mãnh liệt muôn vàn, một tầng cường thịnh một tầng, trùng trùng chồng lên, thẳng đem huyết linh tộc lão đại cánh tay phải mổ ra tới. Bịch bịch, rào 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 rào, cánh tay trái nổ tung, cánh tay phải bị cắt đứt. Huyết linh tộc lão đại kêu thảm một tiếng, bả vai phun ra hai cổ máu tươi, như suối phun vậy, đau được hắn kêu thảm thiết liền liền. Trước ngực kiếm gãy vậy mất đi sáng bóng, rớt rơi trên mặt đất, hắn thần sắc điên cuồng nhìn Diệp Thần, tức giận mắng tiểu xúc sinh, người chết không được tử tế à? Hôm nay, người muốn giết ta. Ngày sau, ta huyết linh tộc những đại nhân, cũng sẽ đem người hai cánh tay chém tới, lột ra rút gân à? Rào. Một đạo kiếm quang lóe lên mà qua, Trảm Long Vấn Thiên kiếm trực tiếp rơi vào huyết linh tộc lão đại ấn đường. Khoảng cách chỉ bất quá một cm. Diệp Thần muốn giết, tùy thời có thể. Huyết Thất Dạ lúc ấy sở dĩ không đuổi giết, hoàn toàn là hy vọng Diệp Thần có thể từ huyết linh tộc lão đại trên mình đạt được liên quan tới luân hồi mộ địa bí mật. Luân hồi mộ địa đối với trăm vị đại năng có một cái lớn nhất hạn chế. Đó chính là tuyệt không thể tiết lộ luân hồi mộ địa sau lưng sự việc, chỉ có dựa vào Diệp Thần một người đụng chạm. Mà bây giờ không thể nghi ngờ là Diệp Thần lấy được cái bí mật kia đường tắt duy nhất. Ngươi hẳn rõ ràng ta tại sao không giết đi. Diệp Thần thanh âm đạm mạc vang khắp. Huyết linh tộc lão đại nhìn trước mắt lạnh như băng thêm tản ra huyết quang trường kiếm, cười lạnh một tiếng tiểu xúc sinh, ta cái gì cũng không biết. Ngươi muốn giết cứ giết. Diệp Thần khóe miệng phác họa một đạo nụ cười có một số việc có thể không thể do ngươi, ta muốn biết huyết linh tộc rốt cuộc ở nơi nào. Nếu một năm rưỡi sau huyết linh tộc người có thể chạy tới Côn Lôn Hư, vậy dĩ nhiên có cửa vào. Cái này cửa vào ở nơi nào? Còn nữa, trừ hoàng gia liên lạc với các ngươi trở ra, Côn Lôn Hư còn có những thế lực phản bội Côn Lôn Hư. Diệp Thần trong lòng lo lắng nhất là ẩn núp trong bóng tối những cái kia gia tộc cao cấp. Sụp đổ. Côn Lôn Hư vấn đề nội bộ không giải quyết, đến lúc đó huyết linh tộc cường giả hạ xuống, tất nhiên vẫn là nguy hiểm. Huyết linh tộc lão đại đột nhiên lớn tiếng cười lên. Tiểu xúc sinh, người cả đời cũng đừng nghĩ biết, ta cho dù chết, cũng sẽ không xảy ra bán huyết linh tộc. Người cho dù rất mạnh, người sau lưng còn có huyết thất giả, vậy thì như thế nào? Đợi một năm hơn sau những máu kia linh tộc đại nhân hạ xuống, không chỉ ngươi, liền liền huyết thất giả vậy không chống nổi một chiêu. Ha ha ha! Còn nữa, người biết ta ở huyết linh tộc địa vị sao? Ta chẳng qua là cấp thấp nhất con kiến hôi. Đế tôn cảnh, ha ha, ta trước khi chết không ngại lại nói cho ngươi, đế tôn cảnh ở huyết linh tộc bất quá là nát vụn phố lớn cảnh giới mà thôi. Ngươi có thể biết phía sau có nhiều ít cảnh giới. Các ngươi loại này hèn mọn hèn hạ huyết mạch,
duy nhất giá trị chính là thành là huyết linh tộc nô lệ. Diệp Thần nghe huyết linh tộc lão đại lời nói, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn bước ra một bước, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, bót một đạo uyển như chấn thiên bàn tay vang khắp. Huyết linh tộc lão đại tại chỗ khạc ra một ngụm máu tươi, cả người lại là cơ hồ bị lật. Hai chân lại là quỳ xuống Diệp Thần trước người. Máu tươi không ngừng từ biến dạng thêm sưng vù miệng dòng nước chảy. Diệp Thần lạnh như băng con ngươi ngưng mắt nhìn huyết linh tộc lão đại, mở miệng nói những vấn đề này ngươi không nói, ta tự nhiên có biện pháp tìm ra, ta bây giờ muốn biết, thời đại thượng cổ những cái kia đại năng rốt cuộc bị nhốt ở nơi nào. Huyết linh tộc sau lưng lại là ai đang thao túng hết thảy? Các ngươi vì sao phải vây khốn bọn họ? Huyết linh tộc lão đại nghe được câu này, trong mắt đột nhiên trợn to, ngẩng đầu lên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần thượng cổ chuyện ngươi có cái gì tư cách biết? Ngươi không xứng. Huống chi, những người đó sống chết và ngươi có quan hệ thế nào? Diệp Thần con ngươi híp lại, trên mình thả ra nồng đậm huyết khí và ta không liên quan. Ngại quá, vậy trăm vị đại năng đều là ta sư phụ. Ngươi nói cho ta có không có quan hệ. Lời này vừa nói ra, huyết linh tộc lão đại con ngươi lại là ứ máu, lại tựa như hóa đá. Hắn mặt đầy đều là không thể tin. Cái này Côn Lôn hư thanh niên lại là vậy bị kẹt trăm vị đại năng học trò. Làm sao có thể? Thanh niên này căn cốt mới tới tuổi 20. Khoảng cách thời đại thượng cổ quá xa xôi, đừng nói bái sư, coi như gặp mặt cũng không khả năng. Hắn mặc dù không biết bị kẹt vậy trăm vị là thân phận gì. Nhưng là có một việc có thể xác định, cái này trăm vị đều là cực kỳ kinh khủng tồn tại. Thậm chí liền huyết linh tộc cao cấp đại năng đều phải sợ hãi. Trọng yếu hơn chính là, huyết linh tộc không có tư cách giết cái này trăm người. Hồi lâu, huyết linh tộc ông già cưỡng ép tỉnh táo lại, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần thằng nhóc, cơm có thể ăn lung tung, lời cũng không thể nói bậy bạ. Đừng nói trước ngươi có hay không cơ hội gặp được vậy trăm người, coi như thật gặp mặt, vậy trăm người ánh mắt cực cao, làm sao có thể thu ngươi làm đồ đệ. Trên mình ngươi huyết mạch, thậm chí còn ma tộc hơi thở, cũng không có tư cách thành là những người đó học trò. Ngươi chính là hèn mọn. Nói tới chỗ này, huyết linh tộc lão đại thanh âm đột nhiên hơi ngừng. Chỉ vì là hắn thấy Diệp Thần trong tay xuất hiện một quả màu đen đá. Mà tảng đá kia xuất hiện, hắn giấu ở trong người tinh thạch lại có thể điên cuồng run rẩy. Giống như gặp được thứ gì muốn thần phục. Đây là luân hồi. Huyết linh tộc lão đại thân thể lại run rẩy. Hắn không dám tin tưởng. Mấu chốt vật này chân quý như vậy, vô số đại năng rình rập, lại làm sao sẽ xuất hiện ở Côn Lôn hư. Thằng nhóc, người đá này đầu rốt cuộc từ nơi nào đến? Huyết linh tộc lão đại lời nói cực kỳ kích động. Diệp Thần con ngươi co giúp một cái, hắn quả nhiên đoán không lầm. Huyết linh tộc biết tảng đá kia bí mật. Đá này đầu tên gì, người cầm người biết hết thảy đều nói cho ta. Mà giờ khắc này huyết linh tộc lão đại trong mắt nhưng là tràn đầy điên cuồng. Nháy mắt tức thì, hắn suy nghĩ rất nhiều. Hắn vậy tin Diệp Thần và những cái kia bị kẹt người liên quan. Bất kể như thế nào, Diệp Thần đều không thể lưu. Chỉ vì là Diệp Thần là huyết linh tộc trong truyền thuyết nắm trong tay luân hồi người. Nắm trong tay luân hồi, có thể nắm trong tay tất cả mọi người sống chết. Người này thiên đạo đều không cho. Huyết linh tộc thì như thế nào nại hà? Một giây kế tiếp, huyết linh tộc lão đại khạc ra một hớp máu tươi, cả người thân thể bàng lớn lên. Trong con ngươi của hắn đỏ tia máu điên cuồng đến trình độ cao nhất. Hắn muốn cùng Diệp Thần lấy mạng đổi mạng. Một cái người sắp chết đổi một cái uy hiếp thế giới vô biên tồn tại, đáng. Dù là hắn chịu đựng mọi thứ hành hạ. Diệp Thần tự nhiên cảm nhận được uy hiếp, con ngươi có giúp một cái. Cũng không dự định lại từ trên người đối phương lấy được bí mật, trực tiếp một kiếm đánh xuống. Một giây kế tiếp, huyết linh tộc lão đại đầu lâu đĩa bay ra, cút rơi trên mặt đất. Coi như không có đầu lâu, huyết linh tộc lão đại thân thể vẫn còn ở động, thậm chí hiện lên nồng đậm huyết khí. Chuẩn bị bạo thể huyết linh tộc lão đại, tại sao có thể là đột phá đạo nguyên cảnh Diệp Thần đối thủ? Thời khắc này Diệp Thần ở cái này phiến huyết linh bí cảnh trong. Đủ đã ở nơi này chút cái gọi là thanh niên tài tuấn trước xưng bá. Đáng tiếc, Côn Lôn hư thuật pháp không cách nào từ tên này trên mình lấy được bí mật, nhưng là có một việc có thể xác định,
huyết linh tộc biết thần bí kia đá lai lịch. Diệp Thần mắt lạnh quét một cổ thi thể, lại bổ sung một thương, cửu u thí thiên thương nhất thời xuyên thủng huyết linh tộc lão đại bụng, mạnh mẽ thương cương đâm thủng ngũ tạng lục phủ, toàn thân. Nháy mắt tức thì, trăm đạo cương khí từ huyết linh tộc lão đại trong thân thể bắn ra. Đời một đế tôn cảnh huyết linh tộc lão đại, lúc này chết, lại không khả năng còn sống. Lại có thể chết. Diệp Thần tên này kết quả tu luyện như thế nào, bị thương huyết linh tộc cường giả lại có thể thật không qua 10 chiêu. Hắn bây giờ chỉ bất quá đạo nguyên cảnh, nếu như đế tôn cảnh, vậy Côn Lôn hư ai còn có thể hạn chế hắn. Xa xa Kỷ Tư Thanh mặc dù biết kết quả, nhưng là thấy hình ảnh trước mắt, trong lòng vẫn là rung động liền liền. Nàng đi tới, bộ bộ sinh liên, mắt đẹp phán hề, linh động cực kỳ. Nàng nhìn về phía Diệp Thần lúc, trong con người toát ra một cổ kiểu khác cảm giác, nàng biết, Diệp Thần và Diệp Thí Thiên là một người, vậy cổ kiểu khác cảm giác vậy như cũ gìn giữ xuống, và Diệp Thần trong mắt tương đối lúc, không giữ lại chút nào toát ra. Ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì? Chẳng lẽ yêu ta? Diệp Thần trêu ghẹo một câu, tiện tay xử lý huyết linh tộc lão thi thể lớn, muốn xem cái này huyết linh tộc cường giả trên người có không có để lại cái gì. Ngươi, Kỷ Tư Thanh hừ lạnh, kiều xích một tiếng nói coi như ngươi rất mạnh thì như thế nào. Ta trong lòng chỉ có võ đạo, còn như ngươi, ta không có nửa điểm hứng thú. Diệp Thần vừa định và Kỷ Tư Thanh nói gì, đột nhiên, hắn phát hiện huyết linh tộc lão đại trong thân thể chớp động ánh sáng. Ừ, đây là... Diệp Thần đưa tay ra, vừa định một chảo, nhưng là phát hiện ánh sáng dưới đất chui lên. Một khối sáng chói tinh thạch trôi lơ lửng ở lòng bàn tay của hắn. Mấu chốt tinh trên đá ánh sáng, lại và luân hồi ánh sáng vô cùng tương tự. Thậm chí để cho trong cơ thể hắn máu tươi cũng đang sôi trào. Liền liền luân hồi mộ địa vậy chấn động lên. Cái này huyết linh tộc lão đại đem đồ vật nấp trong thân thể, tất nhiên vô cùng trọng yếu. Mấu chốt luân hồi mộ địa cũng có phản ứng, vật này tuyệt đối không đơn giản. Cùng xử lý xong huyết linh bí cảnh sự việc, hỏi một chút huyết thất giả tiền bối. Kỷ Tư Thanh phát giác Diệp Thần nghi ngờ, mở miệng nói Diệp Thần, tiếp theo chúng ta đi làm cái gì, huyết linh bí cảnh phỏng đoán rất nhanh thì phải sắp treo. Diệp Thần nhận lấy tinh thạch, trầm tư chốc lát, liền nói chúng ta đi về trước Hàn Vân nơi đó đi, nếu huyết linh tộc người đã giết, hoàng gia vậy tuyệt đối không thể lưu. Cùng Thánh Thảo Điện đặc biệt bồi dưỡng ra linh dược và cứu chữa người bị thương, có thể mang ra khỏi huyết linh bí cảnh. Đích xác, dù sao đã xé rách ra mặt, hạ nhóm huyết linh tộc người đến trước, nhất định phải trước đem hoàng gia nhổ tận gốc. Chỉ là 3.000 năm qua, tất cả gia tộc các tông phái bị thương nghiêm trọng, hoàng gia nhưng giữ có rất lớn chiến lực, đối phó không dễ. Kỷ Tư Thanh mặt mũi lóe lên sáng bóng, nhanh chóng suy tư nói chúng ta đi trước Hàn Vân nơi đó đi. Diệp Thần và Kỷ Tư Thanh kết bạn, nhanh chóng chạy tới Hàn Vân nơi đó. Mà giờ khắc này, luân hồi mộ địa trong. Huyết thất dạ nhìn trôi lơ lửng ở đỉnh đầu tinh thạch, trong mắt nóng như lửa ta cũng biết vật này ở đó người trên tay. Ta không giết tên này, chính là hy vọng thằng nhóc kia chủ động đạt được vật này. Có vật này, tiểu tử này huyết mạch thậm chí còn lại luân hồi mộ địa đại năng cũng có tỉnh lại có thể. Mạc Ninh nhìn một cái đỉnh đầu tinh thạch. Giống vậy kích động. Nàng muốn hấp thu vậy tinh thạch năng lượng, dẫu sao chỉ có vật này có thể để cho nàng khôi phục lại bản thể đỉnh cấp thực lực. Nhưng là nghĩ đến đây đối với Diệp Thần vậy rất trọng yếu, vẫn là xóa bỏ. Nàng nhớ ra cái gì đó, ánh mắt nhìn về phía huyết thất giả tiền bối, mộ chủ ở trong bí cảnh quả thật không có gì uy hiếp, nhưng là ra bí cảnh, đối mặt những cái kia Côn Lôn hư gia tộc cao cấp, vậy rất nguy hiểm. Huyết thất giả gật đầu một cái. Nói 3.000 năm qua, Côn Lôn hư mỗi trăm năm tổn thất 100 vị đế tôn cảnh cường giả, lấy hoàng gia nội tình, cho dù coi là thành mỗi trăm năm bồi dưỡng ra một vị đế tôn cảnh, như vậy, 3.000 năm qua. Hoàng gia đế tôn cảnh, trừ đi chết trận, chết ngoài ý muốn đế tôn cảnh, còn lại bế quan đế tôn cảnh, cũng có không thiếu. Hoàng gia còn có thể có lão tổ cấp cường giả khác, nếu như bọn họ ra tay đối phó mộ chủ, cũng là uy hiếp. Nghe nói như vậy, Mạc Ninh nhưng là bắt đầu suy tư, nói hoàng gia vốn là gia tộc nhỏ, 3.000 năm qua trải qua huyết linh tộc sự việc, ngược lại là dần dần thành công là Côn Lôn hư thê đội thứ nhất gia tộc tiềm lực. Nàng ánh mắt rơi vào trăm tọa mộ bia trong, liền nói ta nhớ, không phải có một vị cường giả,
xuất hiện ở chiến huyết linh tộc trước, lĩnh ngộ ra một loại có thể cưỡng ép thu phục địch nhân công pháp à. Vị cường giả kia, vừa vặn cũng ở đây luân hồi mộ địa bên trong. Nếu như đem hắn thức tỉnh, mộ chủ học tập hắn công pháp, là được thu lấy hoàng gia đế tôn cảnh, tạo thành này tiêu người dáng dấp khuynh hướng. Mặc dù hoàng gia cả nhà cũng nên chu diệt, nhưng bây giờ còn có chút chỗ dùng, có thể cưỡng ép thu phục, phong ấn linh hồn sau để cho bọn họ đi chiến huyết linh tộc người, đợi đến mộ chủ đánh tan huyết linh tộc sau đó, lại xử trí bọn họ. Tự nhiên như thế tốt, huyết thất giả gật đầu một cái, chỉ là vị kia sẽ không ra tay vẫn là mấu chốt, nếu như ta nhớ không lầm, vị kia tinh thông thuật pháp chi đạo nhưng mà dòm ngó ngôi báu bầu trời tồn tại. Mà giờ khắc này, Hàn gia bên này. Hàn Thiên nhanh chóng trốn về, lật đật vô cùng, dọc đường kinh được những người khác hoảng sợ. Hắn chạy đến Hàn Vân phủ ra, hô lão tổ, chọc phá trời liền à. Lão tổ, huyết linh tộc các tiền bối, đã bị Diệp Thí Thiên giết. Năm vị huyết linh tộc tiền bối, đã bị Diệp Thí Thiên đánh chết, còn lại một người chỉ sợ cũng khó mà tự vệ. Như vậy thứ nhất, chúng ta nên làm cái gì à? Nếu như huyết linh tộc cường giả biết, chúng ta như thế nào ứng đối à? Oanh! Một cổ mạnh mẽ khí cơ cuộn sạch ra, đem Hàn Thiên chấn động bay mấy chục mét. Hàn Thiên rơi xuống đất, trào máu không dứt, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu hô lão tổ, ta biết không nên quấy rầy ngài, nhưng là bây giờ Diệp Thí Thiên chọc phá trời, huyết linh tộc biết, sợ là chúng ta đều không sống nổi à. Âm sờ pê, lão tổ. Lão tổ, mời ngài nhanh lên làm quyết định à, Diệp Thí Thiên thủ hạ đã sắp đến chúng ta nơi này. Chúng ta là đánh trả bọn họ, hay là để cho bọn họ đi vào. Cút. Hàn Vân khẽ quát một tiếng. Tang Thương giọng nói phập phồng không ngừng, phán đoán không ra tâm trạng, có thể thanh âm hóa thành một vòng búa nện, thẳng đem Hàn Thiên đánh bay ra trăm mét ra ngoài, nếu không phải là nhà mình con cháu, đã sớm bị hắn quát một tiếng chết. Phốc phốc, phốc, đạo nguyên cảnh tầng 8 ngày Hàn Thiên liền phun ba búng máu tươi, căn bản không đỡ được lão tổ một chữ. Hàn Thiên không thể không ôm quyền rời đi, đi tới oải uế địa khu, chung quanh đứng mấy chục trên trăm vị Hàn gia thiên tài. Thiếu chủ, làm thế nào? Bên cạnh, một cái Hàn gia con em nói phía trước, Diệp Thí Thiên thủ hạ đã đến, do Diệp Lăng Thiên và Diệp Lạc Nhi lĩnh đội, còn có những tán tu kia, vậy toàn bộ gia nhập bọn họ. Bọn họ muốn tới tìm chúng ta. Chúng ta nên làm sao? Bót! Hàn Thiên một cái tát đem người này phiến bay, cút, ta làm sao biết làm thế nào? Không thấy được trên người lão tử đều là tổn thương à? Hắn ngưng mắt nhìn xa xa mà đến Diệp Lăng Thiên và Diệp Lạc Nhi, trong lòng thầm nghĩ Diệp Thí Thiên cái này sát thần thủ hạ. Tuyệt đối không thể chọc. Cái này sát thần liền huyết linh tộc cường giả cũng dám giết, huống chi là hắn. Thêm nữa, hắn trước và lão tổ đàm luận, chắc hẳn quan hệ không kém, thủ hạ hắn ta quyền lại bỏ vào. Hàn Thiên vung tay lên, chung quanh Hàn gia đệ tử rối rít rút lui đi trận pháp. Hắn lau chùi thần giác máu tươi. Tự mình đi ra ngoài, chắp tay nói hai vị tới, nhưng mà có chuyện gì? Diệp tiền bối cũng tới sao? Điện chủ sau này liền đến. Lên đường trước, điện chủ chỉ là để cho ta cùng tới trước, điện chủ sẽ tới Hàn gia cùng chúng ta sẽ cùng. Diệp Lăng Thiên đúng mực, ngược lại là Hàn Thiên chỉ có thể lấy mỉm cười đợi chi, tư thái thậm chí còn không có Diệp Lăng Thiên cao. Diệp Lạc Nhi lại nói ta Diệp tiên sinh cùng nhà ngươi lão tổ thương nghị qua. Hẳn là liên quan tới huyết linh tộc sự việc còn muốn thảo luận, ngươi còn chưa muốn ngăn trở chúng ta, nếu không ta sợ Diệp tiên sinh liền giận, sẽ cầm đao giết các ngươi. Không dám không dám, chân thực không dám, Hàn Thiên xoay người phất tay nói nhường ra một con đường tới. Xoát rầm, một đám Hàn gia đệ tử, từ xưa tới nay cao ngạo vô cùng Hàn gia đệ tử, tự mình cho một nhiều người tán tu nhường đường. Một màn này. Xem được mới vừa gia nhập ám điện các tán tu cao hứng không dứt, trước kia đều là bị Hàn gia khi dễ, giờ phút này Hàn gia chủ động lui bước, thậm chí hoan nghênh mình, đừng để ra có nhiều vui vẻ. Hàn gia những thứ này ngạo khí người. Cuối cùng là tới hôm nay, tự mình cho chúng ta nhường đường, lúc ban đầu tiến vào huyết linh bí cảnh thời điểm, lại có thể để cho chúng ta chui chuồng chó. Đáng hận khốn kiếp, ngày hôm nay cuối cùng là cho hả giận. Cổ Thiên Nam Cô, Chu Diễm đợi một chút, rối rít cảm giác hả hê lòng người.
trước chút thời điểm mới bị bắt tới đây, muốn hiến tặng cho Hàn Vân, giờ phút này bị Hàn gia làm khách quý vậy nghênh đón đi vào, khác xa lắc xa lơ à? Vẫn là đa tạ điện chủ à? Nếu không có điện chủ uy nghiêm ở chỗ này bày, bọn họ sẽ như vậy à? Chu Diễm và Cổ Thiên ngược lại là hồi tưởng lại. Chu Diễm cùng Diệp Lăng Thiên nói đại nhân, ngài không cần cho Hàn gia người mặt mũi. Hàn gia chính là chó cậy thế người địa phương, nếu không phải điện chủ Chu diệt huyết linh tộc khốn kiếp, chấn nhiếp toàn bộ huyết linh bí cảnh, bọn họ không chừng đã vây giết chúng ta. Hắn trong lòng thầm nghĩ thành tựu điện chủ người. Phải thấy rõ ràng thế cục, quyết không thể bị Hàn gia thời khắc này cử động nơi hưng phấn. Chu Diễm đặc biệt biết mình xác định vị trí, trước mắt hết thảy đều dựa vào Diệp Thí Thiên có được, không có Diệp Thí Thiên hắn sớm đã chết ở Hàn gia. Những thứ khác tán tu cũng là như vậy, không có Diệp Thí Thiên, sớm đã chết ở người hoàng gia trong tay, hoặc là huyết linh tộc người trong. Cho nên bọn họ đối với tự mình nghênh đón bọn họ Hàn Thiên, không có hảo cảm chút nào. Ngược lại là hơn nữa cảm kích Diệp Thí Thiên. Hừ, Hàn gia người tránh ra, chúng ta sẽ không đi quấy rầy Hàn Vân tiền bối, chúng ta ở nơi này, chờ điện chủ đến. Diệp Lăng Thiên cũng không cho bọn họ mặt mũi, trực tiếp để cho Hàn Thiên né qua một bên đi. Hàn Thiên cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở một bên, hơn nữa mệnh lệnh một ít Hàn gia người cho Diệp Lăng Thiên các người đưa đi nước trà thượng hạng. Thiếu chủ. Bọn họ thật là quá đáng à. Thiếu chủ, những thứ này tán tu lại có thể xem thường chúng ta, quá khốn kiếp. Hết mấy Hàn gia đệ tử không nhịn được. Bót bót. Hàn Thiên tự mình cho bọn họ ba bạt tai, giận không thể nói đạo phiền toái các ngươi tự tìm cái chết đừng mang lão tử. Hắn chỉ xa xa Diệp Lăng Thiên, nắm người mình quần áo, nói người biết đó là người nào à. Đó là Diệp Thí Thiên thủ hạ à. Diệp Thí Thiên liền huyết linh tộc người cũng dám cường thế chấn động giết. Huyết linh tộc người à, 6 vị đế tôn cảnh khủng bố tồn tại, để cho Diệp Thí Thiên đánh chết tại chỗ 5, bây giờ còn muốn đi đuổi giết một cái khác, như vậy khủng bố cường giả thủ hạ, người đi chọc, chính là tự tìm cái chết à, cuối cùng còn liên lụy lão tử. Hơn nữa, người nếu muốn đi hả giận, lập tức cởi Hàn gia quần áo, lão tử cầm ngươi khu trừ Hàn gia, ngươi lại đi. Miễn được người bị đánh chết, còn liên lụy lão tử bị Diệp Thí Thiên giết. Lần này giận hô lên, trực tiếp hù được 3 cái Hàn gia đệ tử quỳ xuống đất, thở mạnh cũng không dám. Chung quanh mấy chục Hàn gia thiên mới nhìn một màn này, không có phát giác được không thoải mái, ngược lại cảm thấy thiếu gia làm quá đúng. Diệp Thí Thiên à! Loại này sát thần thủ hạ, người muốn chọc, người đi. Chớ liên lụy bọn lão tử. Diệp Lăng Thiên và Diệp Lạc Nhi ngồi ngay ngắn ở trong nhà, còn lại tán tu mỗi người thi hành dạy hộ vệ chức trách, cảnh giác Hàn gia trên dưới. Ngược lại, Hàn Vân nhưng ở nhà lá trong tỉ mỉ suy tư. Nửa giờ sau đó, 2 đạo tàn ảnh thoáng hiện, nhất thời xuất hiện ở phủ đệ. Bất ngờ chính là Diệp Thần và Kỳ Tư Thanh. Xoát rầm, ám điện tất cả mọi người toàn bộ đứng dậy, nhanh chóng ra đến nhà ra. Sắp hàng ngay ngắn cúi chào đạo cung nghênh điện chủ. Tất cả đứng lên đi. Diệp Thần vẫy tay, một cổ vô hình cự lực đem bọn họ toàn bộ nâng lên tới, ánh mắt quét qua bọn họ, nói các ngươi trước tiên ở nơi này cư trú, ta cùng Hàn Vân có chuyện muốn thương nghị. Cần tuân điện chủ mệnh lệnh. Diệp Lăng Thiên dẫn mọi người đứng dậy tới, lại trở về tình huống vừa rồi. Kỷ Tư Thanh thì cũng là gia nhập trong đó, hội tụ ở một cái trong nhà. Còn lại Hàn gia người cũng ở chung quanh. Hàn Thiên nhìn một màn này, trong lòng có chút thấp thỏm, thầm nghĩ Diệp Thí Thiên lại có thể gọi lão tổ tên chữ, chẳng lẽ Diệp Thí Thiên không phải thiếu niên đồng lứa? Chẳng lẽ Diệp Thí Thiên căn cốt cũng không phải là tới tuổi 20, mà là một vị đại năng? Thuật pháp ngụy trang? Vô cùng có thể. Nếu không tại sao có thể như vậy dễ như trở bàn tay chiến thắng đế tôn cảnh huyết linh tộc cường giả? Nếu như Diệp Thí Thiên là lớn có thể, vậy Chu diệt huyết linh tộc 5 người thì hoàn toàn hợp lý, dẫu sao trẻ tuổi đồng lứa người mạnh nhất, trước mắt cũng mới bước vào đế tôn cảnh, chiến lực tuyệt đối không có như thế khoa trương. Đối với quanh quẩn ở đế tôn cảnh mấy ngàn năm huyết linh tộc cường giả mà nói, căn bản không phải một cấp bậc à. Nghĩ tới đây, Hàn Thiên nhưng là vui mừng mới vừa rồi không có hạ lệnh công kích Diệp Thí Thiên thủ hạ, nếu không hắn bây giờ đã ở trên đường suối vàng. Lúc này, Hàn Thiên phân phó nói đem rượu tốt nhất nước đưa lên,
hắn là Hàn gia thiếu chủ, trước mắt huyết linh bí cảnh bên trong, trừ đi lão tổ Hàn Vân gia, thuận tiện lấy hắn vi tôn. Hắn nói gì, những thứ khác Hàn gia thiên tài thì sẽ làm cái gì? Phải phải, chúng ta biết, một đám Hàn gia thiên tài, vậy thấy được mới vừa rồi một màn kia, nếu như chim sợ ná, động tác nhanh chóng đem các loại rượu ngon thức ăn ngon cho chiêu đãi lên. Mà giờ khắc này, một tòa thạch thất bên trong, trận pháp che đậy. Diệp Thần mắt nhìn Hàn Vân, nói hoàng gia sự việc ngươi cũng biết, liên quan tới hoàng gia, ngươi có kế hoạch gì? Ngươi có phải hay không, quá qua loa một chút. Hàn Vân ánh mắt rộng lớn, trầm tĩnh như thường, phảng phất là cách nhau trước tinh không, nhìn như gần ngay trước mắt, nhưng lại xa cuối chân trời, huyết linh tộc 6 người, ta muốn chu diệt thật ra thì vậy là có thể. Mấu chốt là, một năm rưỡi sau đó, nhóm kia huyết linh tộc tới đón bị trăm vị đế tôn cảnh. Một năm rưỡi bên trong, ngươi có nắm chắc tăng lên tới đế tôn cảnh à? Nhiết chiến bọn họ à? Tự nhiên có nắm chắc, Diệp Thần tùy ý được ngồi ở cái ghế gỗ, hỏi hoàng gia trước không nói, nói một chút một năm rưỡi sau nhóm kia huyết linh tộc người thực lực đi. Hàn Vân khẽ gật đầu, vậy ngồi ở cái ghế gỗ. Hắn đầu ngón tay lưu chuyển thanh quang tách thả ra ra, dần dần tạo thành 7 tôn người xem, mỗi trăm năm, sẽ có 7 cái huyết linh tộc người đi tới Côn Lôn Hư, tiếp nhận trăm vị đế tôn cảnh cường giả, nam hành hạ đến chết. Nữ giày xéo vui đùa đến chết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 51.